tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư Hàng. Chương 61, chào cậu, tôi là Tống thư Hàng. Trên đường trở về sau khi bắt linh quỷ, Vũ nhu tử từng nói với Tống thư Hàng rằng năm ấy bố cô chỉ phong ấn một linh quỷ của chùa Quỷ Đăng. Vậy mà khi Vũ nhu tử hàng phục linh quỷ thì lại có hẳn hai con. Linh quỷ không sinh con, vậy con linh quỷ mới kia từ đâu ra? Chẳng nhẽ hai con linh quỷ này, một giới tính nam, một giới tính nữ? hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thành thử nảy sinh tình yêu cầm kỵ trong giới ma quỷ hoặc là có kẻ cố tính nhét linh quỷ vào chùa quỷ đăng để nuôi dưỡng nếu là trường hợp đầu tiên thì không có gì phải lo nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì lớn chuyện rồi dưới tình hình hiện giờ xem chừng trường hợp hai dễ phát sinh hơn nếu là cái trường hợp sau thì kẻ đó muốn giật lại linh quỷ từ tay mình sao tống thư hàng trượt ngộ ra giật xong thì tiện thể giết tôi luôn thế giới của tu sĩ thực tàn khốc. Bởi họ có được thứ sức mạnh vượt trội, nên những quy luật của phàm tục khó mà ràng buộc chúng tu sĩ. Thứ có thể ràng buộc họ, hẳn chỉ có đạo đức, luân lý và điểm giới hạn của mỗi con người. Khi bản thân tu sĩ không còn quan niệm về đạo đức hay luân lý thì chẳng còn gì ràng buộc họ nữa, khi ấy tu sĩ có thể làm bất cứ chuyện gì. Siết chóc, bạo lực, áp bức, coi mạng người như rơm rác, thỏa thuê tàn phá tất cả những việc ấy tạo nên một thế giới hiểm ác và tàn khốc của chúng tu sĩ. Audio điện tử võ tấn bền Người cầm bảo vật của ta, ta giết cả nhà người. Những tu sĩ tà phái cực đoan thực sự có thể hành động như thế. Tống Thư Hàng còn chưa thăng tới cơ bản, đã phải tiếp xúc với cái khía cạnh tàn khốc ấy. Đương nhiên, còn một trường hợp cuối cùng. Tống Thư Hàng cầm, phong hồn băng châu, trên tay, trường hợp cuối cùng chính là có kẻ nổi lòng tham tài, trước đây hắn không che giấu kỹ phong hồn băng châu, nên rất có thể, trong lúc hắn lơ là, có kẻ gian ác nào từng nhìn thấy băng châu. Do đó, kẻ ấy muốn giết người đoạt bảo. Nếu thật là vậy thì, đứng dưới góc độ của người bị hại, kẻ này càng đáng chết. Nhưng kẻ nọ đã vào phòng, thậm chí còn mò tới bên giường của mình, vậy mà sao vẫn chưa ra tay. Lưỡi dao đã chạm tới tận giường, không thể nào có chuyện đã tiếp cận được mục tiêu mà lại ra về tay trắng. Chẳng nhẽ có người bảo vệ mình sao? Tống Thư Hàng nhớ tới cái mùi máu thoang thoảng, là dược sư Tiền Bối à? Cất kỹ lưỡi dao mỏng tang này rồi, Tống Thư Hàng định tranh thủ lúc chưa lên lớp thì qua chỗ dược sư một chút. Hắn có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi Tiền Bối. Hơn nữa, hắn còn muốn thỉnh giáo cách để đề cao cảnh giác và che giấu bảo vật. Rửa mặt xong, Tống Thư Hàng vội vã mặc quần áo, bỏ cả bữa sáng, hớt hải đi ra khu vực trường lúc đi khỏi ký túc xá nam, hắn nhìn thấy phía xa xa có một bóng dáng cao to đang vẫy vẫy tay với mình. Thư hàng, bóng dáng kia càng lúc càng gần, kẻ này chính là nam hạo mãnh thanh niên to con bị tống thư hàng đánh tới tấp tối qua. Tống thư hàng dừng chân lại, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Tôi tìm được kẻ đang điều tra tin tức về cậu rồi. Sau khi lại gần thư hàng, nam hạo mãnh nói nhỏ. Tống thư hàng thoáng giật mình. Năng suất thật đấy, nhanh hơn cả tôi nghĩ nữa. Mới chỉ trong một đêm thôi mà. Đúng rồi, sống trong cái thời đại như vũ bão này, nếu cậu không gia tăng năng suất thì sẽ bị thế giới đào thải. Nam Hạo mãnh phán cho một câu vô cùng triết lý, nhưng nhìn cái ngoại hình đô con này, ghép vào cái sự triết lý ấy lại có gì đó sai sai. Thực ra, việc điều tra giúp thư hàng cũng thuận lợi ngoài dự kiến của Nam Hạo mãnh. Hắn ta chỉ ra lệnh cho hai tên lưu manh đi tìm người tống thư hàng cần, vậy mà chẳng bao lâu sau, hai tên đó đã báo tin về. Cũng tại sau cái đêm bị Tống Thư Hàng tẩn cho bầm dập, hai người đó cũng thầm tìm hiểu thông tin về Tống Thư Hàng. Vậy nên, với những lượng tin tức cơ bản đã nắm được, họ dễ dàng nhanh chóng khoanh vùng mục tiêu. Kẻ đó là ai? Hiện tại đúng là lúc Tống Thư Hàng cần cái tin tình báo này. Là một sinh viên ở trường chúng ta, năm 2, khoa tài vụ, học nội chú. Phòng ký túc của kẻ đó cách đây không xa, muốn qua quan sát không? Nam Hạo mãnh trả lời. Tống Thư Hàng nhíu mày, không phải người lạ mà là sinh viên trường mình sao? Nhưng rồi hẳn ngộ ra, kẻ muốn có tình báo của mình, đương nhiên sẽ không ngu đến độ lộ mặt trực tiếp như thế. Thời thế bây giờ, chỉ cần trả tiền là có thể khiến người khác thu thập thông tin hộ mình, quá đơn giản. Người sinh viên kia, hẳn cũng là một trong những kẻ được thuê rồi. Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, chúng ta qua xem đi. Nói đến đây, Hắn thầm siết tay thành quả đấm. Tại ký túc xá nam của khoa tài vụ. Được một ngày hiếm hoi Lâm Đào dậy sớm, hai hôm nay cậu chàng vô cùng vui vẻ, sáng hôm trước có tên nhà giàu rủ mỡ cho cậu một khoản tiền tương đương với một năm phí sinh hoạt, nhờ cậu điều tra một sinh viên ở đại học Giang Nam có tên Tống Thư Hàng. Kẻ đó nói, con gái mình dạo này bám dịt lấy cái người tên Tống Thư Hàng đó, hắn có chút lo lắng, nên nhờ Lâm Đào điều tra chút thông tin cá nhân của cậu Tống Thư Hàng này. Lâm Đào vừa nghe liền biết người nọ nói dối, nhưng nể mặt người ta cho mình nhiều tiền thế thì cứ coi như là nói thật đi. Ai mà chẳng thương tiền chứ, hơn nữa việc thu thập chút thông tin về một người cùng trường quá là đơn giản. Vậy nên, cậu nhận tiền rồi đi kiếm cả tá tin tức về Tống thư hàng. Đột nhiên được một khoản tiền may mắn như thế, hai ngày nay Lâm Đào cảm thấy vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên, có tiếng ai gõ cửa vang lên. Xin hỏi, bạn Lâm Đào ở phòng này sao? có giọng một cậu thanh niên rất dịu dàng vang tới, chỉ nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy thân thiết. Sớm thế này, ai tìm mình nhỉ? Lâm Đào có chút nghi hoặc, nhưng vẫn quyết định mở cửa. Vừa mở cửa ra, Lâm Đào liền thấy tầm mắt bị chặn cứng. Một người đàn ông lực lưỡng, cao chừng hơn 2 mét, lạnh mặt đứng chắn trước cửa, tỏa ra khí thế ngùn ngụt khiến cậu ta giật nảy lên sợ hãi. Cậu chỉ muốn đóng cửa ngay lập tức. Cậu là Lâm Đào đúng không? giọng nói thân thiết kia lại vang lên. Bấy giờ, Lâm Đào mới nhận ra, bên cạnh gã đâu còn còn một người thanh niên hiền lành khác. Sau khi thấy người nọ, Lâm Đào thoáng thả lòng, cậu đáp. Tôi đây, cậu tìm tôi có việc gì? Chào cậu, tôi là Tống Thư Hàng. Vẻ hiền lạnh trên gương mà Tống Thư Hàng lặn mất tâm. Tống Thư Hàng, tên này nghe quen thế nhỉ? Ôi cái địch, đây chẳng phải là cái tên mà gã nhà giàu rừng mỡ muốn nhờ mình điều tra sao? Lâm Đào nhận ra điểm bất thường, cậu nhanh chóng rụt về sau, toàn đóng cửa. Nhưng Tống Thư Hàng đã vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên cửa một cái. Có vẻ như bạn Lâm Đào đây biết tôi rồi. Sau đó, Lâm Đào nhận ra, mình không tài nào đóng cửa được. Cậu chàng hoảng hốt không thôi, cái sức khỏe kinh khủng nào đây? Nhìn đâu có to con, vậy mà người này chỉ đặt nhẹ tay lên cửa thôi cũng khiến cậu không tài nào nhúc nhích được cánh cửa này, dù cho dùng hết sức bình sinh thậm chí còn đu cả người lên mà vẫn không hề có tác dụng. Thấy cậu phản ứng thế này, tôi biết mình không tìm lầm rồi. Lâm Đào, cậu muốn nói chuyện với tôi, hay nói chuyện với quả đấm của tôi? Tống Thư Hàng gần từng chữ một cách vô cùng lịch sự, dù là người như hắn thì cũng sẽ giận điên lên, bởi cái kẻ làm lộ tình báo này suýt nữa thì gián tiếp hại chết mình. Chính bởi vì những tin tức bị dò dỉ này, mà hắn, bạn bè và người thân của hắn, đều rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ bị giết đến nỗi thế mà còn không giận, thì hắn chính là chúa cứu thế tử bi và bác ái. Trong một thoáng, Tống Thư Hàng từng muốn đánh cho kẻ này tàn tật suốt đời. Cậu đừng có làm bừa, đang ở trường đấy. Nếu cậu làm bừa thì chẳng ai được yên đâu. Lâm Đào vội vàng nói. Cảm ơn cậu đã nhắc. Tống Thư Hàng gật đầu. Vậy bạn Lâm Đào à, bạn chắc chắn rằng cả đời này bạn đều không ra khỏi trường sao? Chỉ cần mày vừa bước khỏi trường là sẽ phải nói chuyện với quả đấm của tao ngay. Lâm Đào không ngốc, cậu đương nhiên hiểu được cái ý ngầm đó. Chúng ta kiếm chỗ nào nói chuyện đi, tôi cam đoan sẽ khai hết những gì tôi biết. Lâm Đào cười khổ, Tham Lam đúng là cái tội nha. Tống thư hàng buông tay ra, rồi đi về phía sân thượng. Chương 62, đúng rồi, tôi hãm hại anh. Lâm Đào biết sẽ có lúc mình buộc phải bước chân khỏi trường, khi ấy, cái gã đầu con kia sẽ tìm đến mình rồi sẽ cho mình biết nói chuyện với cái nắm đấm to hơn nhiêu cơm ấy là như thế nào. Còn mình thì chỉ biết đặt trước một cái giường bệnh cạnh cửa sổ, thoáng gió, ở trong bệnh viện quen, trước khi đi nói chuyện với cái nắm đấm ấy. Thành thử ra, cậu sợ, sợ nên đành cười khổ, theo chân tống thư hàng và nam hạo mãnh tới sân thượng. Mấy đứa bạn cùng phòng đứng sau dù có tò mò, nhưng nhìn cái thân hình của nam hạo mãnh, chẳng đứa nào dám hỏi nhiều, sợ bị cuốn vào chuyện rắc rối của lâm đào dù có lòng muốn giúp, nhưng lại không có sức mà giúp. Sân thượng bên này cũng giống bên ký túc xá của Tống Thư Hàng, đều có khóa, và Tống Thư Hàng thì không có chìa khóa. Nhưng chẳng sao, đây đâu phải ký túc xá của hắn đâu. Thành thử, dưới hai cặp mắt trợn tròn của Nam Hạo Mãnh và Lâm Đào, Tống Thư Hàng thò một tay qua túm cửa, rồi giật ra một cách dễ dàng. Kế đó, cửa sân thượng, có kèm cả phần đinh ốc cố định, đều bị rỡ khỏi tường nhẹ nhàng như bứt một cái lá cây. Cái này đâu phải là, khỏe, thôi đâu, mẹ nó, khủng long bạo chúa đội lốt người à. Lâm Đào không khỏi dùng mình. Bước tới sân thượng, Tống Thư Hàng trầm giọng hỏi. Nào, giờ thì nói cho tôi biết, ai yêu cầu cậu điều tra tôi. Tôi không biết người đó. Lâm Đào cười khổ, quả nhiên Tống Thư Hàng tới hỏi chuyện này mà. Đây là chuyện cậu không muốn đụng tới nhất, bởi cậu không biết câu trả lời cậu vừa dứt tiếng thì thấy Tống Thư Hàng lạnh mặt. Lâm Đào vội vàng cứu chữa, cậu dáng vắt óc ra mà nói. Đợi chút, tôi nhớ mang máng ngoại hình của người đó. Cao hơn tôi chừng một cái đầu, chắc khoảng 1m83, ưm, khá gầy, cánh tay rất dài, dài hơn người thường rất nhiều, như tay vượn ấy. Đeo kính dâm to bản nên tôi không thấy được cả khuôn mặt, môi dày như khúc lạp xưởng bị sưng. Còn gì nữa không, vẻ mặt tống thư hàng như núi lửa sắp trực chờ phun trào. Có, dù kẻ nọ cố tình che giấu, nhưng tôi vẫn nhận ra được khẩu âm của người này giống cái vùng núi liền thành phố Di và khu Giang Nam. Hồi bé tôi sống ở đó, nên nhạy với cái giọng đấy lắm. Lâm Đào vội vàng nói. Vùng nói liền thành phố Di và khu Giang Nam, chẳng phải là quảng trường La Tín sao? Quả nhiên là vì, Linh Quỷ, à, Tống Thư Hàng đã có thể ngầm xác định. Ngoài những chuyện đó thì tôi không biết nhiều lắm. Hơn nữa tôi cũng không để lộ nhiều chuyện của cậu, chỉ báo chỗ ở, rồi mấy người bạn tốt, mấy người thân liên lạc. Mấy tin đấy bạn học của cậu đều biết, còn tìm được trên web trường nữa. Những tin khác tôi không điều tra được từ web, đúng rồi, đây là thù lao mà người đàn ông đó cho tôi, giờ tôi trả cậu hết. Lâm Đào xuất sáng rút tấm xét từ trong túi áo ra, mong tống thư hàng tha thứ. Nhìn số tiền trên xét, chút lý trí còn sót lại trong tống thư hàng cũng gãy nốt. Chỉ vì chút tiền này mà cậu ta báo hết mọi tin tức về mình cho một người xa lạ khiến hắn suýt bị giết, thậm chí nếu không nhanh chóng giải quyết việc này, bạn bè và người thân của hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Chết tiệt. Tống thư Hàng Túm cổ Lâm Đào, kéo sát lại phía mình, tay phải cuộn thành quyền rồi đấm thẳng vào mặt cậu ta. Đây là chiêu bị cấm trong quyền pháp, có tên nắm đấm vì tình bạn mà hủy dung nhan. Lâm Đào bị đánh văng, miệng phun máu, phun cả mấy cái răng vỡ. Bị đánh xong, mặt cậu ta sưng lên, đấy là Tống Thư Hàng đã rút lại phần lớn lực đánh rồi, không thì một quyền giận dữ của Tống Thư Hàng thừa sức khiến Lâm Đào thành kẻ tàn tật suốt đời. Giờ chỉ đánh sưng mặt, gãy mấy cái răng đã là Tống Thư Hàng kiềm chế lắm rồi. Lâm Đào bị đánh cho choáng váng, mãi một lúc sau mới khóc lên đau đớn. Nhưng do mặt sưng vù, lại thêm gãy răng, nên tiếng khóc này chỉ nỉ non một cách quái dị. Từ giờ về sau, tốt nhất là quên hết mọi tin tức của tôi đi. Nếu không, lần sau không đơn giản chỉ là một đấm thôi đâu. Tống Thư Hàng lau vết máu trên tay, còn cái mặt và đống răng gãy đó, tự cậu tìm cách giải thích đi. Tự mình đánh mình cũng được, mà do ngã thì cũng được. Tóm lại, đừng có dây dưa với tôi nữa, mong rằng sau này chúng ta sẽ không gặp nhau. Không có lần sau, nếu có, Tống Thư Hàng thật sự không thể cam đoan rằng mình có làm ra hành vi quá khích nào không. Dù là Phật thì cũng nhịn ba lần thôi chứ nhỉ. Tống Thư Hàng cùng Nam Hạo Mãnh rời đi. Bỏ lại Lâm Đào trơ trọi nằm khóc trên sân thượng, tấm sét rơi trên sàn. Không biết số tiền trong xét có đủ để làm lại răng không? Giờ tiền đi nha sĩ đắt lắm. Tôi nói này, Thư Hàng, cậu không sợ Lâm Đào đi báo với ban giám hiệu rằng cậu đánh nó à? Sau đó thì trường học sẽ buộc thôi học gì gì đó. Nam Hạo Mãnh đột nhiên nghĩ linh tinh. Ừm, không sợ, Tống Thư Hàng bình tĩnh đến ngạc nhiên. Không hiểu sao, cái vẻ bình tĩnh ấy của hắn khiến nam hảo mãnh có linh cảm xấu bởi tôi chắc chắn sẽ không thừa nhận rằng tôi đánh cậu ta hơn nữa tống thư Hàng quay sang nhìn nam hảo mãnh anh cho rằng tôi gọi cậu đi cùng để làm gì là sao chẳng phải là tôi dẫn cậu đến à nam hảo mãnh cảm thấy có gì đó quái quái anh nói anh với tôi ai dễ gây chú ý hơn tống thư Hàng hỏi nam hảo mãnh hét lên cậu hãm hại tôi đúng Tôi hãm hại anh, Tống Thư Hàng gật đầu rồi nói tiếp, thấy khó chịu thì đánh tôi nè. Đánh cái con khí ấy, nếu đánh thật thì tao chỉ có nước bị mày đánh, chứ làm gì được đánh mày. Nam Hảo mãnh nghiến răng nghiến lợi, xoay người chạy về phía sân thượng. Hắn thấy mình cần phải đe dọa thêm cái thằng nhãi lâm đào kia, để nó khỏi làm chuyện điên rồi lúc nóng máu. Trên bầu trời, ông mặt trời vật vã bò lên cao, rồi vô tư giác ánh nắng và nhiệt độ nóng bỏng xuống trần gian thực ra thì dưới cái nóng như thế này, ai nấy đều chỉ mong ông nghỉ dưỡng một hai ngày cho các cháu được nhờ. Nhân lúc chưa phải lên lớp, Tống Thư Hàng qua chỗ dược sư. Cậu có nhiều điều cần thỉnh giáo dược sư tiền bối. Hiện giờ, ở tiểu viện độc đáo có ba gian nhà năm tầng, dừng một chiếc Santama cổ lỗ sĩ. Chính là cái loại mà mười mấy năm trước hay được dùng để đưa đón học sinh. Chính là cái loại biến mất khỏi thị trường do không còn đảm bảo chất lượng. Giờ mà còn có người đi xe này à? Tống thư Hàng còn nghĩ là loại xe này không được phép lưu hành nữa chứ. Có khách sao? Hắn nghĩ thầm, tay lại lấy chìa khóa để chuẩn bị mở cửa. Bây giờ, có người mở cửa trước. Một cô gái có mái tóc ngang vai bước ra, dáng cô nhỏ nhắn, chỉ chừng 1m5, nhưng khí thế rất mạnh, từng bước đi đều oai phong như lão hổ tuần sơn. Cô đưa mắt nhìn Tống thư Hàng, rồi đi tới bên chiếc Santa Ma mở cốp rồi lấy ra một lò luyện đan chừng một mét vuông. Sau đó, cô giơ chân, đạp mạnh vào cái lò luyện đan một cái, cái lò đáng thương rên ù ù đầy bi thảm. Hình như tâm tình cô nàng không được thoải mái làm, tính tình cũng có vẻ không được tốt. Thanh phẫn nộ đạt ngưỡng tối đa rồi ấy nhỉ, Tống Thư Hàng có chút run sợ, cảm thấy mình nên né cái cô này đi. Đương lúc Tống Thư Hàng định lặng lẽ vào tìm dược sư thì phía sau hắn bỗng nhiên vang lên những âm thanh quái dị. Cái lò luyện đan bỗng phồng lên như được bơm hơi, loáng một cái, nó đã lớn bằng cả cái xe rồi. Đá một cái đá cho to luôn ấy hả? Hay là phép thu nhỏ đồ vật? mươi 63, Giang Tử Yên. Sẽ có ngày, mình cũng sẽ thi triển thuật pháp giống các tiền bối nhỉ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Bây giờ, cô nàng tóc ngắn giang tay ra, ôm một phần của lò luyện đan, cô bước thử hai bước rồi nhíu mày. Dầm. Cô đặt lò xuống, quay lại nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hả, cô nhíu mày, giúp ta khiêng với, ra tay giúp mấy cô nàng xinh đẹp là chuyện cánh đàn ông phải làm mà. Cô biết tôi à, Tống Thư Hàng hỏi, rồi đi lên nâng lò giúp cô nàng. Lò luyện đan không nặng, nhưng hơi to, nên một người khó mà nâng hết, hai người khiêng thì thoải mái hơn. Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc thế chứ, đáng lẽ người phải liếc mắt một cái liền nhận ra mối liên hệ thân mật giữa ta và dược sư, sau đó lại nghĩ ngay đến việc ta biết ngươi qua dược sư chứ. Cô nàng bình tĩnh nói. Ai mà liếc mắt một cái liền nhận ra mối quan hệ thân mật giữa cô và dược sư chứ? Tống Thư Hàng thầm nghĩ, rồi nói. Mối quan hệ thân mật, ngươi là đạo lữ của dược sư tiền bối sao? Không, tạm thời thì ta vẫn là đệ tử của hắn. Giang Tử Yên là tên ta đang dùng, chỉ ít trong 30 năm tới, ta sẽ không đổi tên. Dường như khi Tống Thư Hàng nhắc đến hai chữ, đạo lữ tâm tình của cô nàng vui vẻ hơn một chút, nghe dược sư nói, Hắn muốn chạy đến khu Giang Nam làm nghiên cứu, ta đành chuyển lò luyện đan qua. Người như hắn ấy, lúc cắm đầu vào nghiên cứu rồi là chẳng để ý gì nữa, cần có người ở bên chăm sóc, sửa sang đầu tóc, sửa sang quần áo, dặn dò nhắc nhở hắn tu luyện, ăn cơm đúng giờ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thế mà đã đến tầng 3, đây là phòng luyện đan tạm thời của dược sư. Sau khi cửa mở, Tống thư hàng nhìn thấy căn phòng được trang hoàng rực rỡ lên hẳn và cả một dược sư tiền bối cũng rực rỡ hẳn lên. Không còn cái phong cách bù xù như mấy đứa thuộc gia tộc não tàn, dược sư tiền bối của hiện tại, nên hình dung thế nào nhỉ? Trước hết là kiểu tóc, cái bộ tóc như xét đánh được Tết hết lại, nhưng mà lại là kiểu Tết. Trồng ngược trên trời. Hơn nữa còn bị chia ra thành chừng 20 cái bím tóc trồng ngược như thế, non giống hệt bầm sư tử. Mỗi bím tóc lại đeo một thứ trang sức đáng yêu nào đó. Thú thực, Tống Thư Hàng cảm thấy thả để nguyên kiểu đầu xét đánh còn hơn. Quần thâm vẫn còn, nhưng không phải thâm tự nhiên nữa mà là thâm cho trang điểm. Bởi Tống Thư Hàng thấy rõ, khi dược sư chấp chấp, cạnh quần đen sẽ lấp lóe ánh gì, chính là ánh nhũ của phấn mắt. Dạ dày Tống Thư Hàng có chút biểu tình, nó run rẩy đòi nôn. Hắn cảm thấy cái ngoại hình hiện giờ của dược sư còn không bằng trước kia. Dược sư bù xù còn đẹp trai hơn dược sư hiện tại, đúng là làm con người ta xấu đi mà chẳng nhẽ giang tử yên sợ dược sư đẹp trai quá thì sẽ bị người khác giật mất sao cô nàng hoàn toàn có thể yên tâm với cái vẻ ngoài bù xù như hồi trước làm gì có cô gái nào thích hắn ta chứ thấy tống thư hàng dược sư cười nói ồ thư hàng tiểu hữu tới rồi tính một lúc thì cũng đến lúc người tới thật a à, tiền bối ngài biết rằng sáng nay ta sẽ qua sao tống thư hàng nghi hoặc hỏi ha ha đương nhiên đêm qua có chuyện gì xảy ra cạnh ngươi đúng không? Dược sư bày ra cái vẻ mặt bí hiểm. Quả nhiên, người bảo vệ mình đêm qua là dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng thầm khẳng định như vậy, hắn đáp. Đúng thế, đêm qua có người lẻn vào nơi ở của ta. Sau đó, kẻ nọ để lại một lưỡi đau không chui. Ta còn ngửi được thoang thoảng mùi máu, cảm thấy có điều bất thường. Nói rồi, hắn lấy lưỡi đau mỏng tang kia cho dược sư xem. Dược như nhận lấy lưỡi đau, Nhìn thoáng qua rồi trả lại thư hàng. Sau đó, hắn híp mắt hỏi: "Ngươi cho rằng kẻ đột nhập đêm qua muốn làm gì?" Tống thư hàng đáp: "Ta nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng trường hợp khả thi nhất chính là kẻ nọ muốn xử lý ta." Giang Tử Yên đứng bên cười nói: "Còn chưa ngốc đến độ vô phương cứu chữa. Ngươi đoán đúng, trên dưới đao này nồng nặc mùi máu tươi, còn có oán niệm của người chết. Kẻ cầm đao là người thường xuyên giết chóc, thực ra ta không định khiến ngươi tiếp xúc với sự tàn khốc của thế giới tu sĩ sớm như vậy nhưng đây chính là bộ mặt thật của thế giới tu sĩ nguy cơ không chỉ nằm ở thiên kiếp thiên tai mà còn có cả nhân họa thư hàng tiểu hữu ngươi có cảm nhận gì với việc mình bị ám sát dược sư mỉm cười hỏi cảm nhận cảm nhận nhiều lắm lúc ấy lòng hắn ngổn ngang với hàng tá suy nghĩ vở nào sách nào cũng không chứa đủ những ý nghĩ ấy tống thư hàng ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp nói thật thì ban đầu ta có chút sợ, cảm thấy mình quá thiếu cảnh giác, kẻ địch mò đến tận giường mà chẳng cảm nhận được gì. Ấy là một trong những nguyên nhân ta tới tìm tiền bối, ta muốn mình trở nên cảnh giác hơn. Trần trừ một chút, hắn lại ngượng ngùng nói tiếp. Nhưng sau đó, lại có chút, hưng phấn, hứng phấn, ha 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 ha, sược sư cười lớn, thư hàng tiểu hiếu, người đúng là một kẻ kỳ quái. Bị ám sát mà còn thấy hưng phấn, đúng là kỳ quái thật. Quái nhân, Giang Tử Yên phụ họa. Sược sư cười xong, bắt đầu giải thích. Hôm qua, ta lặng lẽ lập một trận pháp nhỏ trên người ngươi. Xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của ngươi mà ta đã động tay động chân. Trận pháp kia có một ít khả năng phòng ngự, nó sẽ phản ứng khi nhận phải lực tấn công của tu sĩ. Hơn nữa, trong trận pháp còn có một loại thuốc được ta đặc biệt điều chế. Nhắc nhỏ là, thứ thuốc ấy từng là thứ thuốc mà ta vô cùng đắc ý. Khổ Dược sư có chút ngượng ngùng, trộm lập trận pháp lên người thư hàng vốn là chuyện không ổn, dù rằng hắn có ý tốt là bảo vệ tiểu hữu này. Đêm hôm qua, trận pháp này bị người khác kích hoạt, thuốc cũng tràn ra. Kẻ có thể kích hoạt trận pháp, chỉ có thể là tu sĩ, hơn nữa còn có ý đồ công kích. Thật ra, ta từng nghĩ rằng chắc trận pháp đó chẳng bao giờ được dùng đến. Ta cho rằng, những kẻ lén lút theo sau ta sẽ có chút lý trí, nhưng có vẻ như ta đã đánh giá cao bọn chúng. Chúng chẳng khác nào chó điên, chỉ thích cắn lung tung. Xin lỗi thư hàng tiểu hữu, khiến ngươi gặp chút rắc rối nhỏ. Dược sư cho rằng, kẻ ra tay với thư hàng những lũ bám đuôi mình. Ngoài lũ đó ra, dược sư không thể nghĩ được có tu sĩ nào sẽ đi tấn công một tên gà con của giới tu chân như thư hàng. Giang Tử Yên mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng không sao, kẻ hôm qua lẻn vào phòng ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." Tức là, tên sát thủ kia, ngoẻo rồi hả? người có thấy chuyện này quá tàn nhẫn không, thư hàng tiểu hữu Nhưng đó chính là thế giới của tu sĩ, ta biết ngươi là người lương thiện, người tốt, nhưng đừng lương thiện và nhân từ với kẻ thù của mình. Đây là lời khuyên với tư cách là một tiền bối, sược sư nghiêm túc nói. Tống thư hàng là người tốt, điều này có thể thấy rõ qua chân ngã minh tưởng kinh. Vậy nên, dược sư có chút lo lắng, hắn sợ thư hàng sẽ mềm lòng với kẻ địch, như thế thì dễ sẽ hại mình, hại người làm người tốt là tốt, nhưng tốt một cách ngu ngốc thì sẽ thành nguy hiểm. Yên tâm đi, tiền bối. Dù ta là người tốt, nhưng ta không phải chúa cứu thế với tấm lòng bác ái muốn cứu rỗi thế giới. Ta nghĩ rằng, đối với kẻ địch, thì cái chết là kết cục tốt nhất của chúng. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời rất nghiêm túc. Giang Tử Yên lại nói. Người đúng là quái nhân. Dược sư mỉm cười gật đầu, một người tốt nhưng cứng ngắc sẽ khiến người khác đau đầu, nhưng một người tốt biết linh hoạt ứng phó thì đúng là dễ chịu. Hơn nữa, chuyện hôm qua cũng nhờ dược sư tiền bối mà ta mới giữ được mạng. Tống Thư Hàng nói, thực ra, kẻ đột nhập tới ám sát ta, ngoại trừ là một trong những kẻ theo dõi dược sư tiền bối, rất có thể còn là kẻ khác, kẻ ấy vì thứ này mà đến. Tống Thư Hàng lấy dây truyền ra, để lối viên phong hồn băng châu. chương 64, trong tầm kiểm soát. Tống Thư Hàng nói phỏng đoán của mình với dược sư tức là, người ngờ rằng kẻ đột nhập vào phòng ngươi hôm qua, rất có thể là chủ của linh quỷ này, hoặc là một tu sĩ nổi máu tham khi tình cờ thấy được linh quỷ này. Rất có thể là trường hợp đó. Sược sư gật đầu. Vũ Nhu Tử chính là con gái của Linh Niếp Tôn Giả mà lão sư từng nhắc tới phải không? Giang Tử Yên lắc đầu cười, đúng là một cô nàng hào phóng, thứ như Linh Quỷ sao lại nói tặng là tặng luôn chứ? Bảo vật như Linh Quỷ, tu sĩ có cấp bậc như cô còn chẳng có được. Nhưng mà, đối với cô thì loại linh quỷ trung giai thế này không có tác dụng. Người định làm gì? Dược sư nhìn Tống Thư Hàng, hỏi. Tống Thư Hàng thở dài. Thú thực, nếu kẻ nọ chỉ nhầm vào ta thì ta không cần lo quá làm gì. Thậm chí còn khiến Tống Thư Hàng càng sung sướng, càng có động lực tu luyện. Nhưng chưa hôm trước, ta nghe nói có kẻ dùng tiền để sinh viên trong Đại học Giang Nam thu thập tin tức về ta và bạn bè, người thân của ta. Ta sợ rằng bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn thậm chí là làm hại bạn bè và người thân của ta. Hiện hắn không có khả năng để che chở bạn bè và người thân. Ấy cũng là điều mà bác Hà Tiền Bối từng dặn hắn trên nhóm chat, khi chưa đủ mạnh để che chở người thân, bạn bè thì đừng để lộ thân phận tu sĩ. Nhưng giờ, hắn còn chưa để lộ thân phận tu sĩ, mà rắc rối đã mò đến nha. Bỗng nhiên cảm thấy oan chết mất. Giang Tử Yên cười gian trá. "Thư Hàng, không thì để ta giữ linh quỷ dùm cho." cho đám người kia tìm đến ta, sau đó ta sẽ xử lý chúng, được không? Cô vừa nói xong, dược sư liền búng mạnh vào chán cô một cái. Đừng có xui dại, con linh quỷ này có ý nghĩa rất lớn với thư hàng tiểu hữu. Đợi khi hắn thăng lên cơ bản, rồi chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu để có thể lập trận pháp khí ước với linh quỷ và có thể ký kết linh quỷ này. Có được linh quỷ này rồi, dù bỏ lỡ, thời gian vàng tạo nền tảng, không có được chân khí thần tiên hộ thể, thì thư hàng vẫn có cơ hội để từ từ vượt qua thiên tài của các tông môn còn nếu không con đường tu luyện của thư hàng trong tương lai sẽ gian khổ gấp ba năm lần ánh mắt tống thư hàng sáng ngời giang tử yên vuốt chán làm mặt hề đùa xíu thôi mà hơn nữa linh quỷ này chẳng có ích với ta nữa tống thư hàng trầm giọng nói vậy nên ta cần tìm được kẻ chủ mưu rồi dùng bất cứ thủ đoạn nào để xử lý hắn nếu kẻ nọ có sức mạnh vượt xa ngươi thì sao? Ngươi định dùng cách nào để giải quyết hắn? Dược sư nhắc nhở. Thực tế thì, thực lực của kẻ này chắc chắn là cao hơn thư phàm rất nhiều. Đợi ta tìm được tung tích của kẻ nọ rồi. Tống thư hàng siết chặt phong hồn băng châu, hỏi do, dược sư tiền bối, ta muốn hỏi rằng, nếu lấy linh quỷ này làm thù lao, ngài có thể giúp ta giải quyết kẻ đó không? Vì sự bình an của bạn bè và người thân, thứ ngoài thân như linh quỷ bỏ có há gì? Dược sư nở nụ cười vui mừng, giữa linh quỷ và sự bình an của người thân, thư hàng chọn thứ sau. Đối với một vài tu sĩ, quyết định này có vẻ như là ngu ngốc, nhưng Dược sư lại vô cùng đồng tình với sự lựa chọn của thư hàng. Nhưng dù thế, hắn vẫn lắc đầu nói: "Rất tiếc, e rằng lão phu không giúp được ngươi, bởi lão phu không am hiểu chiến đấu. Hơn nữa, kẻ địch của ngươi ẩn trong tối, lão phu không có kinh nghiệm trong chuyện lần theo manh mối và tìm kiếm kẻ địch." Tuy nhiên, hơn nữa, hắn cũng không cần linh quỷ. Trong nhóm chat có rất nhiều tiền bối, cũng có rất nhiều hậu bối đáng yêu. Nếu ngươi đồng ý lấy linh quỷ làm thù lao, ta tin rằng sẽ có rất nhiều tiền bối không quản đường xá xa xôi để tới giúp ngươi. Ta có thể cam đoan, dược sư mỉm cười nói. Thế thì ta an tâm rồi, tống thư hàng cất kỹ phong hồn băng châu. Chỉ ít, có linh quỷ ở đây, hắn sẽ không rơi vào bước đường cùng. Hắn đã có đường lui, trận chiến này cũng nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng ta đề nghị không nên đổi linh quỷ đi, trừ phi không còn phương án nào khác. Dược sư nói thêm, sao lại thế, tiền bối? Tống Thư Hàng hỏi, đối với ngươi, linh quỷ này rất quan trọng, ta còn chưa giải thích cho ngươi nghe những tri thức trụ cột của tu sĩ cơ bản. Đơn giản là nói thì, ngươi đã bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất để luyện cơ bản. Nếu có linh quỷ, khi mới đặt chân lên con đường tu chân, ngươi sẽ có xuất phát điểm cao hơn những tu sĩ khác, như thế thì mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Nếu mất linh quỷ, rất có thể ngươi sẽ quẩn quanh ở cảnh giới nhị phẩm. Đối với ngươi, linh quỷ này có thể xem như là thứ giúp nhập đạo. Dược sư sự đáp: nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tống thư hàng nói, hắn chỉ là một sinh viên bình thường, không có thế lực lớn để dựa lưng. Ngoại trừ linh quỷ này, hắn không còn thứ gì đáng giá làm thù lao để mời các tiền bối trong nhóm chat giúp sức rất có thể kẻ địch của ngươi không mạnh đến thế, nếu thực lực của hắn chỉ ở cảnh giới nhất phẩm, thì ngươi có thể đối kháng, thậm chí, đây rất có thể là cơ hội tốt để ngươi chui rèn. Bên cạnh đó, trước khi tìm được kẻ địch, ngươi hãy thử cố hết sức tìm sự trợ giúp từ những người khác. Sược sư cười nheo mắt, vẫn là cái câu đó, không đến đường cùng thì không cần đưa linh quỷ cho người khác. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng gật đầu, trước mắt phải tìm được kẻ chủ mưu là ai, nếu không thì chỉ là nói xuông giờ đây giang tử yên đột nhiên cười sang sảng thư hàng người đúng là một kẻ thú vị đúng rồi lão sư ngài có cần ta giúp gì không a à, chuyển đan lô tới cho ta là đủ rồi dược sư cười rộ lên mấy cột tóc trên đầu rung qua rung lại đang nhàn chết mất ta làm gì giờ nếu vậy thì ta cũng làm mấy chuyện thú vị vậy giang tử yên cười gian trá đầu lưỡi liếm qua môi một cách thật quyến rũ tống thư hàng nhận ra cái điệu cười gian trá đó rất hợp với Giang Tử Yên. Khi cô cười rộ lên, sẽ tỏa ra sức quyến rũ theo kiểu tà ác. Giống như ngọn lửa cháy hừng hực, làm chúng thiêu thân dù biết có nguy hiểm, nhưng vẫn liều mình lao vào. Dường như nhận thấy nụ cười của mình hơi quá lố, cô vội vàng che miệng. Sau đó lại cười he he, nhảy vọt khỏi khung cửa sổ, rồi nhanh chóng biến mất. Chẳng biết cô định làm gì. Dược lắc đầu cười, hắn tự mình cầm lò luyện đan, đặt vào vị trí thích hợp đúng rồi dược sư tiền bối ta muốn thỉnh giáo ngài một chút làm thế nào để phát hiện rằng có người theo dõi mình không và làm cách nào để duy trì tính cảnh giác tống thư hàng nói với vẻ khẩn cầu trải qua chuyện này hắn biết mình còn nhiều điều thiếu sót hắn hưởng thụ cảm giác bị ám sát nhưng thứ hắn mê mẩn là sự kích thích chứ không muốn nằm im trên giường cho người ta đâm chết đều là những bí quyết thường ngày của tu sĩ học dễ lắm đúng rồi người đợi chút dược sư lấy di động ra, mở áp trò chuyện, rồi mở phần thư mục của nhóm cửu châu số 1 ra. Trong phần này, thấy đủ các loại tài liệu kỳ quái. Tác dụng và minh họa của các đồ điện hiện đại, điều hòa, TV, máy tính, di động, tủ lạnh, nồi cơm điện, v. V. Bí quyết để nhanh chóng học được cách dùng di động. Những đạo hữu đã bế quan trên 50 năm, cần làm giấy căn cước hợp pháp sau khi xuất quan, liên hệ với. Cần đổi vàng và các đồ bằng vàng thành tiền giấy, mời liên hệ. Những điều tu sĩ cần lưu ý trong xã hội hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, 10 cách để nhanh chóng hòa nhập vào xã hội, không khiến người khác nhìn ra điểm kỳ lạ. Luật an toàn giao thông cơ bản, nhớ là không được lao đầu làm hỏng ô tô trên đường quốc lộ. Đính kèm, ảnh chụp các loại ô tô. PS, đây là phương tiện giao thông, giống xe ngựa, không phải yêu thú. Đấy là, không được lao đầu làm hỏng ô tô chứ không phải cẩn thận đừng bị ô tô đụng phải. Hơn nữa, từng có tiền bối cho rằng ô tô là yêu thú sao? Tống thư hàng tò mò lắm, không biết tiền bối nọ bắt ô tô đi hay là giết ô tô rồi. Chương 65, tìm kiếm manh mối của kẻ địch. Đây là lần đầu tiên Tống thư hàng nhìn thấy phần thư mục của nhóm chat. Trước chỉ xem phần nói chuyện, chứ không ngờ ở phần thư mục này lại có nhiều tài liệu kỳ quái như thế. Mấy thứ này chắc để giúp các tiền bối vừa bế quan xong, có thể nhanh chóng hòa nhập với những kiến thức hiện đại hóa. Nhưng nhìn ngầu thật đó, giấy căn cước hợp pháp và thông tin cá nhân có thể ngụy tạo được sao? Thực lực của nhóm Cửu Châu số một còn có thể ảnh hưởng đến thế giới của người thường à? Tiền bối, hiến công cư sĩ là ai? Thư Hàng chỉ vào tài liệu cuối cùng, bi kịch gì nhỉ? Nghe hắn hỏi, dược sư liền thổn thức. Ấy là một vị tiền bối có thực lực vô cùng cao thâm. Khoảng hơn 200 năm trước, Hiến Công Tiền Bối lặng lẽ tìm một nơi hoang vu và yên tĩnh để bế quan tu luyện. Hơn trăm sau, đương lúc Tiền Bối đang chìm đắm trong cảm giác sung sướng khi bế quan thì đột nhiên có một thứ tên là bom nguyên tử nổ lớn ngay trên nơi hắn bế quan. Nói thế nào nhỉ, chuyện khi ấy đúng là nguy hiểm mà. Nếu không phải Hiến Công Tiền Bối có thực lực cao cường, hơn nữa, nơi hắn bế quan còn có hơn trăm tầng trận pháp phòng ngự, thì chắc hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng dù tính mạng được đảm bảo, nhưng vị tiền bối ấy phải dưỡng sức mấy chục năm mới dần khôi phục lại. Giờ, bom nguyên tử chính là ba tiếng cấm kỵ đối với hắn. Ai dám nhắc tới ba chữ này trước mặt hắn, thì đừng trách hắn trở mặt. Tống Thư Hàng cho rằng, vị hiến công tiền bối này đúng là châu bò khiếp phía, bị thứ vũ khí mạnh nhất của loài người trong giai đoạn hiện tại bom nguyên tử, đánh thẳng vào mà vẫn còn sống nổi. Hắn chỉ đành lặng lẽ dâng đầu gối lên mà quỳ bái. Nói đến đây, lòng dược sư vẫn còn thấy sợ. Mấy chục năm nay, loài người phát triển quá nhanh, làm cho chúng tu sĩ thường xuyên bế quan mấy chục năm như chúng ta cảm thấy không theo kịp thời đại. Những tu sĩ vừa xuất quan phải học tập rất nhiều thường thức. Loài người không chỉ phát triển nhanh, mà cái tài năng tự đâm đầu vào chỗ chết cũng càng ngày càng lớn. Nghe nói, lượng vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới đủ để đẩy lùi nền văn minh của nhân loại về mấy chục, thậm chí là mấy trăm năm trước. Không biết là thật hay giả, dù sao thì hiện có rất nhiều tiền bối lo rằng lỡ có ngày mình xuất quan mà lại thấy thế giới hủy diệt. Chưa hết nhiều người còn lo là, lỡ có bữa nào đang bế quan sướng lâng lâng thì có tận mấy trăm đầu đạn hạt nhân bay xuống thì có mà chết ngậm ngùi à. Mấy trăm đầu đạn hạt nhân, chắc là không đâu. Dù con người có điên thế nào thì cũng không bao giờ ném một lượng đạn hạt nhân lớn như thế vào một chỗ. Tống Thư Hàng đang định nói vậy thì đột nhiên nhớ tới cái trường hợp đặc biệt là tiêu hủy vũ khí hạt nhân. Biết đâu, thật là có một lượng lớn vũ khí hạt nhân bị tập trung lại một chỗ để tiêu hủy, nổ bùm 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 thì sao? Giờ khắc này, hắn thật chẳng biết nên dùng vẻ mặt như thế nào để nhìn dược sư. Cảm giác như từ sau khi gặp các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1, hình tượng tu sĩ trong lòng mình thường xuyên bị sụp đổ. Cái gì mà thế ngoại cao nhân, cái gì mà tiên khí phiêu giật, một móng tay cũng chẳng thấy. Tìm được rồi, là đây. Dược sư lăn phần thư mục một hồi mới tìm được tài liệu đang cần nghiên cứu sơ bộ về bước đầu ứng dụng tinh thần lực túy nguyệt cư sĩ. sược sư nói, trong đây có thứ người đang cần, có hướng dẫn dùng tinh thần lực để quan sát xem bên cạnh mình có kẻ nào theo dõi không, cũng có hướng dẫn về việc tu sĩ cơ bản dùng tinh thần lực để khiến giác quan của mình nhạy bén hơn, từ đó mà tăng cường cảnh giác. đơn giản lại thực dụng, người đọc rồi tập theo xem. tài liệu này do túy nguyệt cư sĩ cung cấp miễn phí, người không cần trả giá những người trong nhóm chat đều là cao nhân, nên tài liệu này quá đơn giản đối với họ. Còn như thối thể dịch bản đơn giản hóa của dược sư, ai cần sẽ nợ hắn một ân tình, ai không dùng thì nhìn qua là được. Dược sư lại nói, có gì không hiểu cứ tới hỏi ta, sáng ta dọn dẹp phòng luyện đan trước, chiều ta rảnh, lúc ấy còn cần ngươi phối hợp, giúp ta thử đơn thuốc thối thể dịch. Cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng nói, rồi nhìn vào cái tên túy nguyệt cư sĩ, nhìn mới thấy cái tên túy nguyệt cư sĩ sao mà quen thế nhỉ hắn mơ hồ nhớ rằng đây là một vị tiền bối thường xuyên nói chuyện trong nhóm nhưng sao mình lại không nhớ được hắn nhỉ ha ha ngươi không cần để ý nếu có ngày ngươi nhớ được hắn thì ngươi phải xưng hắn là túy nguyệt thánh quân sược sư cười bảo thánh quân ấy là cảnh giới nào sao tống thư hàng hỏi hắn biết phần đuôi đứng sau đạo hiệu của một vài tiền bối có liên quan đến cấp bậc tu vi của họ Ví dụ như quản lý Hoàng Sơn Thực Quân, phó quản lý Thất Tu Tôn Giả, còn có cha của Vũ Nhu Tử là Linh Điệp Tôn Giả. Đó là cảnh giới ta chỉ có thể ngưỡng vọng, không biết có cơ hội thăng lên không. Nhân tiền hiền thánh, bát phẩm huyền thánh, ấy cũng là cảnh giới mà các bậc tiền bối Tôn Giả đều theo đuổi. Sược sư cười ha ha, cảnh giới ấy quá xa xôi, giờ ngươi đừng nghĩ nhiều như thế. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn nhìn thời gian thì thấy đã là 6 giờ 37 phút phải về trường chuẩn bị cho tiết học buổi sáng trước khi đi hắn lại hỏi đúng rồi tiền bối ta muốn hỏi rằng giai đoạn này việc thực chiến có lợi cho ta không hôm qua đánh với ngài dù mới dùng hai chiêu nhưng ta cảm thấy trong thực chiến ta càng hiểu sâu hơn một chút về kim cương trụ cột quyền pháp thực chiến đúng là sẽ giúp ngươi hiểu sâu hơn về quyền pháp giống như chỉ đọc sách thì chỉ biết lý luận suông học phải đi đôi phải hành thực chiến rất có lợi cho ngươi nếu ngươi rảnh thì nên thực chiến nhiều hơn. Dược sư đồng ý. Cảm ơn tiền bối, ta xin phép về trước. Tống Thư Hàng vẫy tay từ biệt. Bước tới cửa rồi, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện nên đành trở về, ngượng ngùng hỏi. Ừm, tiền bối, ta muốn hỏi một chuyện cuối cùng. Sau khi chúng thứ độc đó của ngài, liệu có cần phải mua thảo dược từ những cửa hàng thuốc bình thường để trị độc không? Được sư hỏi. Người định dựa vào manh mối này để tìm thích khách chúng độc sao? Nhưng nếu kẻ đó đã trúng thì hẳn chết lâu rồi. Nhưng thích khách ấy chắc chắn có đồng lõa, nếu ta là đồng lõa, khi biết thích khách chết vì trúng độc, chắc chắn sẽ muốn đề phòng. Sau đó sẽ tìm mọi cách để chuẩn bị phương án giải độc, đề phòng bất chắc. Tống thư hàng trầm tư một chút rồi nói, nếu tìm được kẻ đồng lõa này, rất có thể ta sẽ tìm được chủ mưu. Thậm chí, rất có thể đồng lõa này chính là chủ mưu. Gặp hiểm nguy có thể tỉnh táo để phân tích tình hình đây là thói quen tốt cần phải duy trì dược sư cười nói nói xong hắn lấy giấy bút ở bên rồi nhanh chóng viết ra một loạt tên của các loại thuốc chỉ cần là tu sĩ có hiểu biết về dược độc thì khi tiếp xúc với kịch độc chí ít cũng sẽ tìm cách đi gom bốn vị thuốc này đương nhiên chúng chẳng có lợi ích gì đâu dược sư tỏ vẻ đắc chí sản phẩm khiến hắn đắc ý sao có thể bị giải quyết một cách dễ dàng như vậy chứ những vị thuốc kẻ nọ nghĩ ra chỉ là cái bẫy mà hắn cố tình để lộ mà thôi. Hai trong số bốn vị thuốc này còn có thể khiến độc tính nặng hơn. Hơn nữa, bốn vị thuốc này không phải loại thường, chỉ vài tiệm ở khu Giang Nam có, như thế cũng thuận tiện hơn cho việc tìm người mua thuốc của ngươi. Nếu kẻ nọ đi mua dược liệu thật, thì chắc chắn sẽ để lại manh mối. Dược sư nói thêm, cảm ơn tiền bối, Tống Thư Hàng đón lấy tờ giấy. chương 66, Nhật báo tu sĩ vùng biển giao giữa biển Đông và Thái Bình Dưỡng có một hòn đảo bí ẩn chưa từng xuất hiện trên bất kỳ tấm bản đồ thế giới nào. Hòn đảo ấy được một sức mạnh siêu tự nhiên che giấu, khiến người ngoài không thể nhòm ngó, dù có dùng thứ thiết bị tiên tiến nhất cũng không thể lần tìm được chút dấu vết nào của hòn đảo này. Nơi ấy là địa bàn của Linh Điệp Tôn Giả, Linh Điệp Đảo. Điểm đặc sắc của hòn đảo này chính là vô số những cánh bướm to bản, rực rỡ thi nhau bay múa có một cách bướm lớn bằng chậu rửa mặt đáp xuống trước mặt một thiếu nữ đang đứng trên đảo, lưng nó cõng theo một tờ. Báo. Đúng vậy, một tờ báo. May vất vả rồi. Vũ Nhu Tử đón lấy tờ báo trên lưng bướm, cô ngồi ở chiếc ghế đá trên tròi nghỉ mát, mái tóc dài cột lại gọn gàng. Tờ báo này trông rất bình thường, chẳng khác những tờ báo được mua ngoài chợ là bao, nhưng những bài đăng của nó thì có chút huyền huyễn. Trang nhất hôm nay, tông chủ của trường sinh kiếm tông ở phương Nam, một trong những thiên hạ danh môn một trong kiếm môn tứ phái nảy sinh mâu thuẫn với đạo lữ trong cơn giận dữ ông tuyên bố hai người đoạn tuyệt quan hệ theo như quý báo tìm hiểu ở một nguồn tin đáng tin cậy tông chủ đại nhân đã quỳ một ngày trên sầu riêng kim cang vô cực miệng hô một vạn lần ta sai rồi xin hãy tha thứ cho ta tông chủ của trường sinh kiếm tông ở phương nam được biết đến là một người uy phong hùng dũng rất có khí chất đàn ông được các nữ tu vô cùng thương mến Đạo lữ của hắn thì đem đến ấn tượng là một người dịu dàng như nước. Thành thử, tin này vừa được lộ liền vọt thẳng lên trang nhất. Ở các trang khác, có nhắc đến chuyện đệ tử của vô cực ma tông, cuồng ma bá quân xuất hiện ở khu vực nào đó thuộc phía Đông Hoa Hạ, mọi người cần chú ý an toàn. Đệ tử của vô cực ma tông ai nấy đều khác người, tính cách vô cùng cực đoan. Nhưng cuồng ma bá quân là lại kẻ hoàn toàn khác biệt một kẻ vô hại hiếm hoi trong cái ma tông ấy, với điều kiện là không ai chọc hắn. Kế đó mới là vấn đề này, không hiểu sao bá quân này lại có cái thể chất bẩm sinh khiến người ta chỉ muốn khiêu khích. Dù hắn có lặng lẽ ăn xiên thịt dê nướng ven đường thì cũng bị kẻ bá dơ nào đó xông lên kiếm chuyện. Là người dễ bắt nạt thì thôi, đằng này lại là kẻ cực đoan như đệ tử ở vô cực ma tông. Thành thử, cái chuyện một xiên thịt dê nướng dẫn đến huyết án, chẳng phải điều lạ lẫm gì. Ngoài tin đó ra, trên trang báo còn đăng là vị tu sĩ nào đó, trong lúc cá cược bỏ linh thạch, nguyên thạch, đã phất lên trong một đêm như thế nào. Còn có tu sĩ đại năng nào đó, băng qua biển lớn, sông tới phương Tây để khiêu chiến với thần linh bên đó, giành được bảo vật nào nào. Mấy năm gần đây, các vị thần bản xứ của phương Tây thường xuyên bị đánh bất ngờ, đánh đến ngơ ngẩn luôn rồi. Bên cạnh đó, có một trang riêng chuyên để các tu sĩ đăng bài mua, bán, giao dịch một số thiên tài địa bảo gì gì đó chỉ cần thấy giá cả thích hợp hoặc là đang cần thứ bảo vật ấy là có thể liên hệ với chủ sản phẩm hoặc liên hệ để tòa soạn làm bên trung gian rồi các bên tiến hành giao dịch đây là tờ báo đặc biệt của riêng các tu sĩ khác với các tờ báo của con người báo của tu sĩ tùy tính lắm có tin gì đăng tin đấy chuyện giật gân tình tình báo giao dịch cảnh báo nguy hiểm gì 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 cái gì cũng có a à, đây chính là cái đảo bồng bình bí ẩn mà dạo gần đây hay nghe người ta nhắc đến sao. Vũ Nhu Tử đọc được một tin khiến mình hứng thú. Trên báo nói, gần đây, có một tu sĩ phát hiện ở biển Đông có hòn đảo, bồng bềnh trên không và vô cùng thần bí, trong truyền thuyết, có thể mơ hồ thấy được nơi ấy có hoa thơm cùng đàn chim bay lượt, linh khí dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật tưởng chừng đã tuyệt chủng đều sống ở đó. Không biết đây là động thiên mà vị thượng cổ tiền bối nào để lại, hoặc là thế giới trong thế giới, hoặc là một mảnh của thế giới gì gì đó những nơi như thế tồn tại cả nguy hiểm và kỳ ngộ là địa điểm lý tưởng để thăm dò và mạo hiểm vị tu sĩ kia mới kịp chụp một tấm đang định đi vào tìm hiểu thì hòn đảo ấy đã biến mất biển đông cách đây không xa vũ nhu tử có chút sao động có nên tìm cơ hội để chuồn đi chơi không đây đôi chân thon dài của cô vắt lên nhau bàn chân ngọc nhếch lên nhẹ nhàng đong đưa đôi dép xăng đan của nữ để lộ những ngón chân trắng ngần đôi xăng đan này chính là đôi mà tống thư hàng mua cho cô vũ nhu tử đang làm gì thế giọng nói trầm ấm vang lên một người đàn ông trung niên tuấn tú xuất hiện phía sau vũ nhu tử người này vô cùng tuấn tú cái vẻ tuấn tú mà không bút nào tả xiết chính là cái kiểu đẹp trai đến độ không có bạn vị này chính là linh điệp tôn giả chủ của đảo linh điệp đang đọc nhật báo tu sĩ đúng rồi cha ơi con nhìn thấy một nơi thú vị lắm nhân lúc rảnh rỗi cha đi chơi với con đi hai mắt vỗ nhu tử sáng lập lóe cô cầm tờ báo trên này vẻ mặt vô cùng mong đợi lại muốn đi chơi hả linh điệp tôn giả nhíu mày rồi nở nụ cười thương con nhưng mấy hôm nay con phải thuần thục khế ước trận với linh quỷ đã đợi đến khi con và linh quỷ hoàn thành xong khế ước thì ta mới dẫn con ra ngoài ngao du được đây chính là điều con đã hứa với ta con không định nuốt lời đó chứ lần trốn nhà đi chơi này phụ thân linh điệp tôn giả không trách cô nhưng lại giao ước với cô rằng đồ mình mang về phải tự mình xử lý sau đó trước khi hoàn thành khế ước với linh quỷ cô buộc phải ngoan ngoãn sống trên linh điệp đảo con đâu phải hạng thích nuốt lời lời con đã nói thì trăm con ngựa không cả ngàn con ngựa cũng nan truy ấy chứ vũ nhu tử nói rất kiên định nhưng lại nhăn nhó mặt mày cô nào có ngờ chuyện ký khế ước với linh quỷ lại phiền phức thế chứ cô đã thất bại rất nhiều lần rồi vậy thì cố lên ánh nhìn của linh điệp tôn giả rơi xuống đôi xăng đan trên chân con mình kiểu dáng có chút lỗi thời nom có vẻ như là hàng vỉa hè trước giờ chưa từng thấy con mình đi đôi nào thế này chắc mới mua lúc đi bắt linh quỷ nhỉ dù không đẹp lắm nhưng dẫu sao cũng là lần đầu tiên con mình mua đồ chí ít cũng phải cổ vũ chút đúng không tôn giả là một người cha tốt nghĩ vậy linh điệp tôn giả liền dở cái giọng khen ngợi gật đầu bảo vũ nhu tử đôi xăng đan này con mua bao giờ thế? Không hổ là con gái của ta, gu thẩm mỹ rất tốt. Vị phụ thân từ ái này đang định dùng những từ ngữ hoa lệ nhất để khen con gái đáng yêu của mình, nhưng khi nhìn vào đôi xăng đan vỉa hè này, thứ cho hắn chứ có vắt hết óc ra linh điệp tôn giả cũng chẳng ngẽ ra được từ nào để tán dương nữa. Hi hi, A à cha cũng thấy nó đẹp đúng không? Vũ nhu tử nhấc chân lên, cười hi hi đầy vui sướng, cô vui vẻ nói, hôm đấy bắt linh quỷ xong, tống tiền bối mua cho con đấy, cái đôi dép trước đã đứt trong lúc bắt linh quỷ rồi. Hi hi, quả nhiên tống tiền bối vừa lợi hại vừa thú vị, đến cả gu thẩm mỹ cũng rất ổn, đôi dép mà tiền bối chọn cũng khiến cha thấy ổn. Nụ cười trên khóe môi của linh điệp tôn giả đưa ra, dạ dày nao nao như gặm phải thứ gì. Tống tiền bối, là cái người con gái kể rằng từng giúp nó bắt linh quỷ, là một trong những thành viên trong nhóm chát nhỉ. Con gái có vẻ rất quan tâm tới vị tống tiền bối này. Điều quan trọng nhất là, tống tiền bối là nam. Đại đệ tử lưu kiếm nhất của mình, hình như còn chưa kể hết một số việc cho mình nghe, cái tên lười biếng đó, phải đánh. Nhắc đến cái tên lười biếng kia, khóe miệng Linh Điệp Tôn Giả không khỏi giật giật. Cái thứ đó lười thở nên đang luyện cái quy tắc công quỷ gì đấy, lại còn tôn sùng tinh thần tiết kiệm cái chi chi đó, Linh Điệp Tôn Giả cảm thấy năm ấy chắc mình mù nên mới chọn kẻ này làm đệ tử chân truyền. Không được, nghĩ đến cái thứ lười biếng đó là lại khó chịu. Cứ thế này, chắc mình phải nghĩ đến việc mang theo tốc hiệu cứu tâm hoàn bên mình suốt chăng. Trên đường quay lại trường, Tống thư hàng bắt đầu nghĩ xem cần làm gì để có được cơ hội thực chiến, chẳng nhẽ đi tìm mấy tên bất lương à. Hơn nữa, chừng 4, 5 giờ chiều phải dành thời gian để tu luyện kim cương căn bản quyền pháp. Với thể chất hiện tại của mình, để tinh lực hồi phục tới tiêu chuẩn đủ để tu luyện quyền pháp, cần phải tốn chừng 23 tiếng. Nghĩa là Mỗi ngày chỉ có một cơ hội để tu luyện quyền pháp. Muốn thăng tới cơ bản trong vòng trăm ngày thì cần phải bắt lấy từng cơ hội, không được lãng phí thời gian. Đương nhiên, tốc độ hồi phục tinh lực sẽ nhanh hơn khi thực lực tăng lên. Khi đạt được mấy cái cảnh giới nhỏ sau của nhất phẩm, mỗi ngày có thể tu luyện thoải mái hơn 10 lần. Ngoài ra, để đẩy nhanh tốc độ khôi phục tinh lực, cần phải dùng mấy đan dược kiểu khí huyết đan, gì gì đó. Bắc Hà tán nhân từng giới thiệu khí huyết đan cho thư hàng đó là loại đan dược được luyện thành từ những dược liệu vô cùng chân quý, khác với thuốc nước, thối dịch, nó là thứ đan dược nhất phẩm chân chính. Sau một tiếng sử dụng, trong vòng nửa tiếng có thể giúp tu sĩ cơ bản khôi phục tinh lực hoàn toàn. Loại đan dược ấy không chỉ cơ bản mới có thể sử dụng, mà tất cả những tu sĩ thuộc cảnh giới nhất phẩm mà cần khôi phục tinh lực đều có thể sử dụng. Nếu có khí huyết đan thì tốt quá, mình có thể sớm thăng lên cơ bản. Khi ấy, hẳn sẽ có cơ hội thắng khi đối mặt với thích khách nhỉ. Giờ, điều cần thiết nhất đối với hắn là sức mạnh. Nghĩ rồi mới thấy, có chút tham lam. Cứ đi, đi mãi, hắn dừng chân ở khu vực hỗn tạp của khu đại cát từ bao giờ. Hôm nay không thấy thiếu nữ bị chặn đường nữa, chắc còn sớm quá nên người ta chưa dậy. Trong con hẻm chẳng có mấy bóng người. chương 67, tinh thần lực. Đi trước tống thư hàng chỉ có một bác trung niên nom rất giống nhân viên công sở đang bước vội, tay trái cầm cặp táp, tay phải đang mò vào túi rút điện thoại ra. Trong lúc lấy di động, tống thư hàng thấy một cục tiền giấy rơi khỏi người bác trung niên, nhưng bác ấy không nhận ra mà cứ đi nhanh về trước. Ôi bác ơi, đợi tí, tống thư hàng vội chạy tới, nhặt cục tiền ấy lên. Cả thảy chừng hơn 150 tệ, bị vo tròn lại. Hắn là kẻ thích giúp đỡ người khác, trong cái cuộc đời nhàm chán này, giúp đỡ người khác từng là một trong những thú vui của Tống Thư Hàng. Vậy nên, dù đã tiếp xúc với thế giới tu sĩ vô cùng hấp dẫn, nhưng hắn vẫn không bỏ cái thói quen giúp đỡ người khác ấy. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, nhìn Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc. "Bác à, bác rơi tiền này." Tống Thư Hàng giơ cục tiền lên, hô. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng và cục tiền trong tay hắn với vẻ cảm kích. Nhưng đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, vẻ cảm kích chợt hóa thành hoảng sợ. Lừa đảo đúng không? Người đàn ông trung niên lẩm bẩm, mình mới đọc được trên mạng rằng, đi đường có người rơi tiền, hoặc là bảo nhặt được tiền mình đánh rơi, đều là âm mưu. Thứ âm mưu này đừng hòng lừa được ông đây. Nói rồi, ông bác liền vội vàng bước đi. Sau khi thối thể, thính lực của Tống Thư Hàng nhạy hơn nhiều, nên hắn có thể nghe rõ từng chữ mà người đàn ông trung niên kia nói. Bác à, cháu không phải lừa đảo đâu, bác đánh rơi tiền thật mà, bác sờ túi áo thử xem. Tống Thư Hàng kêu lên. Ai ngờ, sắc mặt của ông bác trung niên này còn tái hơn, ban đầu còn chạy chậm, giờ thì tăng tốc chạy thục mạng mất tâm mất tích. Thằng nhãi này, định lừa ông đây à, mày còn non lắm. Tống Thư Hàng vẫy vẫy tiền, đứng sững giữa đường. Hắn cảm thấy chắc giờ trông mình ngốc lắm. Một lúc lâu sau, hắn bình tĩnh thất tiền đi. Nếu người ta không cần, mình nhặt lên rồi thì là đồ của mình nhỉ. Mà cũng không phải, lỡ như có người giận quá, quăng vợ đi, mấy gã độc thân nhặt được, cũng đâu nói rằng nhặt được rồi thì là đồ của tôi chứ nhỉ. 7 giờ 30 phút, tiết học đầu tiên của buổi sáng bắt đầu. Tống Thư Hàng chẳng thể tập trung vào việc học. Hắn dựng cuốn sách giáo khoa dày cộp lên để che tầm nhìn của giáo viên, rồi dùng di động, đi vào phần thư mục của nhóm cửu châu số 1, tìm cái tài liệu, nghiên cứu sơ bộ về bước đầu ứng dụng tinh thần lực túy nguyệt cư sĩ. Lên đại học, các giáo viên sẽ không để ý chuyện sinh viên đang nghiêm túc nghe giảng hay lén nghịch di rộng. Nhưng không được học cái thằng ngốc thổ ba kia, lên mạng trong giờ học, like ảnh và status của mấy giảng viên. Trong lúc dạy, các giảng viên thi thoảng lại đăng status hay ảnh để giải tỏa áp lực dạy dỗ, sinh viên vào like làm gì. Muốn bảo rằng, thầy cô đi dạy thì không dạy nghiêm túc đi, đăng status làm gì à? Làm cái chuyện ngu như thế, dù giảng viên có bác ái thế nào cũng phải nổi trận lôi đình. Quả như lời dược sư Tiền Bối nói, đều là mấy bí quyết nhỏ rất dễ học. Tống thư Hàng đọc xong bản báo cáo nghiên cứu của Tú Nguyệt cư sĩ xong, thì nghĩ thầm như vậy. Hay là, nhân lúc này, thử dùng tinh thần lực để vận dụng mấy bí quyết ấy xem. Tống thư Hàng là người đã nghĩ thì làm. Tinh thần lực của tu sĩ chủ yếu dùng để khống chế và dẫn dắt linh lực ở ngoài cơ thể và năng lượng ở trong cơ thể cho mình sử dụng. Nhưng tinh thần lực là một bảo tàng lớn nếu chỉ dùng để dẫn đường và khống chế năng lượng cơ thể thì quá lãng phí. Các đại môn phái đều có bí pháp riêng trong việc khai phá và ứng dụng tinh thần lực. Có một vài bí pháp, khi sử dụng thì vô cùng quỷ dị, lực sát thương còn mạnh hơn một số pháp thuật và vũ kỹ. Khi năng lượng trong cơ thể đã cạn kiệt, nhưng tinh thần lực vẫn còn, thì tinh thần bí pháp có thể trở thành đòn quyết định thắng bại, bản hướng dẫn cách ứng dụng tinh thần lực của túy nguyệt cư si chủ yếu là hướng dẫn cách yêu hóa ba bí quyết nhỏ trong việc sử dụng tinh thần lực ở ngưỡng nhập môn. Trong đó, có cách mở rộng toàn diện tinh thần lực, hoặc mở rộng có định hướng để có được khả năng trinh sát. Lại có cách khiến tinh thần lực luôn vờn một lớp quanh người, để duy trì tính, cảnh giác, bên cạnh đó còn có thể che giấu sự tồn tại của bản thân. Đương nhiên, để duy trì tinh thần lực quanh cơ thể không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi ngủ say, vậy nên, để có thể thuần thục bí quyết ấy, cần phải rèn luyện thật nhiều. Cuối cùng, là cách để tỏa tất cả lượng tinh thần lực mình có để tạo áp lực cho đối phương, hình thành sự uy hiếp. Phương pháp này chỉ bắt nạt được kẻ yếu, còn khi gặp phải người có tinh thần lực mạnh hơn mình, thì uy hiếp ấy chẳng khác gì cho cười. Khi đó, kẻ địch chỉ thấy uy áp kia như luồng khí nhẹ phản qua, chẳng hề có chút áp lực nào. Trinh sát, cảnh giác, áp lực, đây là ba tiểu bí quyết yêu hóa được ví nguyệt cư sĩ nghiên cứu, dù là những tu sĩ mới tu luyện được tinh thần lực như cơ bản cũng có thể sử dụng hơn nữa bước khởi đầu để thực hành ba tiểu bí quyết này cũng vô cùng đơn giản giống như một người sau khi học được cách dùng máy tính thì lại học thêm cách chơi game trên máy tính vậy thực thoải mái nhân lúc đang rảnh thì thử xem đọc xong tài liệu tống thư hàng có chút dục dịch dù sao thì ngoại trừ áp lực trinh sát và cảnh giác đều không gây ảnh hưởng đến người khác thi triển lúc đi học cũng không có vấn đề gì. Đã muốn thì phải làm ngay, Tống Thư Hàng lặng lẽ dùng, chân ngã minh tưởng kinh. Bản thân chân chính trong đầu khoanh chân ngồi, ngưng tụ tinh thần của hắn thành một luồng tinh thần lực trong trẻo. Tiếp đến, Tống Thư Hàng dựa theo tiểu bí quyết mà túy nguyệt cư sĩ nêu ra để mở rộng tinh thần lực của mình. Lần đầu tiên dùng, trinh sát, Tống Thư Hàng không thể tập trung tinh thần lực vào một điểm nào đó, chỉ có thể mặc cho nó tỏa ra bốn phương tám hướng, tỏa đến cực hạn thì thôi khi tống thư hàng dốc hết sức để lan tỏa tinh thần lực, tinh thần lực của hắn có thể lan ra trong phạm vi tỏa tròn bất quy tắc có bán kính 5 mét. Hắn nhắm mắt lại, tất cả những sự vật nằm trong vòng 5 mét đều phản ánh rõ ràng trong đầu hắn. Nhưng chỉ cảm nhận được những đồ vật có thể tích lớn, chỉ ít cũng phải được như cuốn sách giác khoa. Còn những sinh vật nhỏ như kiến hay rán thì hiện tại, hắn vẫn chưa thể thấy được. Hơn nữa, những bóng người mà hắn cảm nhận được vô cùng mơ hồ, giống như dùng loại máy ảnh rẻ tiền chỉ có 300 tệ để chụp vậy, mặt mũi nhòe nhòe, rất khó nhận ra ai với ai. Chẳng nhẽ là bởi tinh thần lực của mình còn yếu quá. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, có lẽ đợi đến khi tinh thần lực của hắn mạnh hơn giờ gấp trăm, thậm chí gấp ngàn lần, thì phương pháp tinh thần trinh sát mới có thể hiện rõ gương mặt của từng người. Thậm chí, khi tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, thì khéo còn nhìn xuyên thấu được ấy nhỉ. Trong lúc hắn đang suy tư, các bạn học nằm trong bán kính 5 mét quanh tống thư hàng đột nhiên cùng dùng mình một cái. Trời lạnh hả, sao lại bỗng dưng cảm nhận được hơi lạnh và ác ý thế này? Tao thì thấy như có người dùng ánh nhìn tà ác nhìn chằm chằm vào mình. Tao thì thấy như mình bị lột sạch ấy. Tao cũng thấy thế, tởm chết mất, một bạn học nữ lặng lẽ siết chặt quần áo của mình, trong lòng vô cùng khó chịu. Khóe miệng tống thư hàng thoáng giật giật, hắn nhanh chóng rút, tinh thần trinh sát về biết dùng máy tính rồi thì học chơi game chẳng phải chuyện khó, nhưng để thành cao thủ thì cần rất nhiều thời gian và công sức. Giống như Tống Thư Hàng lúc này vậy, học cách dùng tiểu bí quyết không khó, nhưng muốn thuần thục cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Sau khi rút tinh thần lực về, Tống Thư Hàng cảm thấy mình thoáng uể oải, hôm qua tinh thần lực của hắn mới ngưng tụ được, còn rất yếu, dồn hết sức để dùng tinh thần trinh sát thì cũng chẳng dùng được bao lâu. Sau khi nghỉ ngơi, thấy tinh thần lực đã khôi phục, Tống Thư Hàng lại thử bí quyết, cảnh giác. Bí quyết này còn dễ vận dụng hơn cả trinh sát, sau khi tinh thần lực được chuyển hóa thành lớp màng bọc quanh thân thể, Tống Thư Hàng cảm nhận rõ cái trạng thái thần kỳ đang vây lấy mình. Dù là cơn gió nhẹ trườn từ cửa sổ vào mơn trớn, hay là hơi ấm truyền tới từ người bạn cùng bàn, hoặc luồng khí rung lên theo từng lời nói của người bên cạnh, bất cứ những thứ mà tiếp xúc với hắn, dù là gió, thanh âm, hay nhiệt độ đều có thể bị hắn phát hiện chương 68, nữ giảng viên bị dọa cho phát khóc. Trạng thái này tuyệt thật đấy. Hai mắt tống thư hàng sáng rỡ, khi chìm vào trạng thái đó, hắn có thể cảm nhận được bản thân và tất cả mọi thứ chung quanh mình. Nếu dùng trạng thái này lúc luyện, kim cương trụ cột quyền pháp, thì mình sẽ càng hiểu rõ về bộ quyền pháp ấy, hiệu quả tu luyện cũng sẽ tăng lên gấp bội. Để duy trì lớp màng tinh thần lực này, cần phải cố gắng luyện thêm thôi. Tống thư hàng thầm nghĩ. Sau đó, hắn nghỉ ngơi một chút để khôi phục lượng tinh thần lực vừa tiêu hao. Cứ thế mà nửa tiết học đã trôi qua. Ba đứa bạn cùng phòng không đến, mấy đứa đó, hôm qua bị tống thư hàng chút say, chẳng nhẽ là đang nằm bẹp dí rồi. Thời gian vẫn còn sớm, sau khi tinh thần lực được khôi phục, tống thư hàng bắt đầu thử vận dụng bí quyết cuối cùng. Áp lực tinh thần. Bí quyết này giúp tạo áp lực lên người có tinh thần lực yếu hơn mình, từ đó khiến kẻ nọ cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi, bí bách rồi đủ loại những cảm xúc tiêu cực gì đó. Nếu tinh thần lực của đôi bên có sự chênh lệch quá lớn, kẻ chúng chiêu còn thoáng bị ảo giác. Tống thư hàng học theo bí quyết, ngưng tụ tinh thần lực của mình rồi tìm đối tượng phù hợp trong lớp. Nếu ba đứa bạn cùng phòng ở đây, chắc chắn hắn sẽ vận dụng áp lực tinh thần lên chúng nó thử coi. Bạn và bạn thân là để hãm hại nhau mà lại. Tiếc rằng ba đứa ấy không đi học, hay là tìm một người có mối quan hệ tốt hoặc là từng có mâu thuẫn với mình xem sao. Tống Thư Hàng nghĩ vậy, liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Giữa lúc ấy, bỗng nhiên có người gọi tên hắn. Tống Thư Hàng, cậu trả lời câu hỏi này xem sao. Vị giảng viên nữ với mái tóc tém, non rất trẻ trung và giỏi giang, dò theo bức ảnh trên danh sách sinh viên để gọi Tống Thư Hàng đứng lên trả lời. Cô ấy là giảng viên mới tới Đại học Giang Nam, do thầy nhân thủy gãy cả hai chân, nên cô sẽ dạy thay thầy ấy trong vòng một tháng tới. Từ lúc vào giờ, cô đã thấy Tống Thư Hàng chống sách giáo khoa lên để nghịch di động. Được rồi, nghịch di động thì thôi không tính, dù sao cũng là đại học, ai cũng lớn cả rồi. Nhưng sau đó, Tống Thư Hàng còn ngẩng đầu lên rồi nhìn tới nhìn lui quanh lớp. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết, cái cậu Tống Thư Hàng này đang có ý đổ xấu. Vậy nên, cô đối chiếu ảnh chụp để tìm tên Tống Thư Hàng, rồi gọi cậu ta lên trả lời câu hỏi. Tống Thư Hàng nghe giáo viên gọi mình liền đứng vụt dậy theo bản năng, hai mắt hắn nhìn về phía nữ giảng viên trẻ tuổi. Sau đó, bi kịch xảy ra. Ban nãy, Tống Thư Hàng đã ngưng tụ, áp lực tinh thần, hắn đang đảo mắt quanh lớp để tìm chuột bạch. Cái áp lực tinh thần ấy đã sẵn sàng, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Bị gọi bất ngờ, khi hắn quay đầu lại nhìn nữ giảng viên, áp lực tinh thần, tìm được mục tiêu, liền bắn thẳng về phía cô giảng viên trên bục giảng tống thư hàng thầm bảo thôi tiêu rồi cô giáo trẻ tuổi vừa nhìn vào mắt tống thư hàng liền thấy choáng váng kế đó cô cảm thấy cặp mắt của tống thư hàng phóng đại lên tới vô cùng nó choáng hết tầm nhìn của cô nó như ánh nhìn của loài dã thú đang muốn xé xác con người nó găm chặt vào cơ thể mình cảm giác áp bách này như cả tòa nhà sụp xuống người mình thật đáng sợ ánh mắt của cậu tống thư hàng này thật đáng sợ cậu tống thư hàng này thật đáng sợ. Cậu ta đang giận dữ à, chẳng nhẽ cậu ta định đánh mình. Không hiểu sao, cô giảng viên trẻ càng nghĩ càng hoảng hốt, nước mắt tuôn đầm đìa, không thể nào kìm lại nổi. Đôi chân dưới làn váy cũng run lên bần bật, rồi mềm hoạt tới độ không đứng được. Ôi chao, xin lỗi, thực xin lỗi. Hức, qua, qua, cô giảng viên trẻ đột nhiên khóc hòa lên, cô lau nước mắt rồi nói, tôi không gọi cậu nữa đâu, cậu đừng đánh tôi, hu hu thực đáng sợ, xin hãy tha cho tôi. Vừa khóc vừa hô, cô giảng viên trẻ vội vàng lau đi những giọt nước mắt, rồi y trang cảnh nữ chính trong những bộ phim hàn máu chó. Sau khi gạt đi giọt nước mắt, cô xông cửa lao thẳng ra ngoài. Hành lang ngoài phòng học còn văng vẳng tiếng khóc của cô. Đây chính là vừa chạy vừa khóc trong truyền thuyết sao. Các bạn học ngây ra như phóng, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trong mắt mọi người, cô giáo gọi Tống Thư Hàng đứng dậy trả lời câu hỏi, sau đó Tống Thư Hàng đứng lên, cậu ta còn chưa kịp làm gì cô giáo đã hỏa khóc rồi chạy đi. Chuyện gì đã xảy ra, chẳng nhẽ ban nãy thời gian ngừng lại à? Cô giảng viên, một trong hai nhân vật chính, đã chạy mất, mọi người đương nhiên sẽ dồn sự chú ý vào nhân vật chính còn lại là Tống Thư Hàng. Khốn thật, trăm nghìn câu rủa xã đang lao dầm dập qua tâm trí Tống Thư Hàng. Sao bỗng nhiên mình trở thành ác nhân tội ác tài trời thế này? đã vậy còn là cái loại dù có bị ném vào ác nhân cốc cũng sẽ lọt vào top tứ đại ác nhân. Hơn nữa, hắn còn tưởng tượng được rằng, đến đầu giờ chiều, loa của Đại học Giang Nam sẽ chuyển ra giọng đọc cậu tống thư hàng của lớp 43, khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí, dám bắt nạt nữ giảng viên mới tới trong giờ học, khiến nữ giảng viên khóc nức nở chạy đi, gì gì đó. Thôi chết rồi, tống thư hàng bụng mặt, cảm thấy muốn chết đi cho rồi. Chẳng mấy chốc, Tống Thư Hàng đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Thầy chủ nhiệm cũng họ Tống, hơi béo, mang cặp kính đen nặng trịch. Người này chẳng mấy khi lộ diện, hôm khai giảng xuất hiện một lần, rồi có sự kiện gì trọng đại mới lại tiếp tục xuất hiện để báo một tiếng, ngày thường thì ẩn giật chẳng thấy ló đầu. Tống Thư Hàng, nói cho tôi nghe xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ tôi cũng đang lơ mơ lắm, thầy Tống thực chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào, nghe kể thì rất mơ hồ, Trước khi gọi Tống thư hàng lên, hắn đã gọi điện hỏi lớp trưởng để hiểu rõ đầu cua tai nheo. Nhưng dựa theo lời miêu tả của lớp trưởng, hắn còn mê mang hơn nữa. Lớp trưởng và các sinh viên khác trong lớp đều nói rằng, nữ giảng viên gọi Tống thư hàng đứng lên trả lời câu hỏi, sau đó Tống thư hàng đứng lên, còn chưa kịp trả lời thì nữ giảng viên đã khóc lóc chạy đi. Quá trình đơn giản là thế. Nhưng vấn đề là, vì sao nữ giảng viên lại khóc lóc chạy đi? Hắn đưa mắt nhìn bên cạnh nữ giảng viên vẫn còn nức nở tay lau nước mắt không ngừng thấy tống thư hàng xuất hiện cô còn bất giác rụt lại cứ như đứa trẻ làm chuyện xấu gặp phải phụ huynh thầy chủ nhiệm có ấn tượng về tống thư hàng trong trí nhớ của hắn tống thư hàng là một học sinh tốt thích giúp đỡ người khác hiền lành thành tích học tập cũng không tệ nếu ai cũng giống tống thư hàng thì người làm công tác chủ nhiệm như thầy hạnh phúc lắm nhưng vì sao một người có thể được xem học sinh tốt như vậy lại khiến nữ giảng viên sợ đến thế. Tống thư hàng dáng giữ vững cái vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, hắn gắng nói với giọng bình tĩnh. Thầy Tống, thực ra em cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Em vừa đứng lên để chuẩn bị trả lời câu hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì cô giáo bỗng khóc hòa lên rồi chạy mất, giờ em cũng đang bối rối lắm. Nói rồi, hắn miêu tả lại sơ lược những chuyện xảy ra trong giờ học. Câu trả lời của Tống Thư Hàng giống với những gì những sinh viên khác đã kể vậy chẳng nhẽ, vấn đề nằm ở cô giảng viên trẻ tuổi này. Thầy Tống nhìn về phía cô, rồi hỏi. Cô miêu hiểu, rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Cô đừng khóc mãi thế được không? Bấy giờ nữ giảng viên đã bình tĩnh hơn, giờ cô đang xấu hổ muốn chết. Cô cũng không rõ ban nãy mình làm sao nữa, rõ ràng chỉ liếc mắt nhìn Tống thư hàng một cái, cậu học sinh ấy còn chưa làm gì mà cô bỗng nhiên lại khóc hòa lên vì sợ. Đúng là kỳ quái. Xin lỗi, em tống cô đứng dậy cúi người xin lỗi tống thư hàng ban nãy hức hức cô cũng không rõ vì sao chẳng qua là hức hức vừa nhìn thấy em tống đây cô liền cảm thấy thực đáng sợ hức hức sau đó liền chạy đi nữ giảng viên nức nở không thôi dáng điệu giỏi giang giờ được thay bằng vẻ yếu đuối đáng thương trong lòng thầy tống hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ hắn chỉ muốn đứng lên quát nữ giảng viên một trận nhưng nhìn đến cái vẻ nức nở này hắn đành cố nhịn xuống đúng là còn trẻ quá mà dù phương pháp dạy học rất tốt cách giảng cũng dễ hiểu và được chúng học sinh ưa thích nhưng tâm lý chưa đủ mạnh mẽ để làm một giảng viên xin lỗi rất tin lỗi hức hức cô sẽ giải thích với các học sinh trong lớp nữ giảng viên không phải kẻ sĩ diện mà ngược lại còn rất thành thực sau khi nhận ra mình là người sai trong chuyện này cô liền quyết định giải quyết cái rắc rối mà mình gây ra audio điện tử võ tấn bền Chương 69, sao mấy người không nói sớm, thế thì tốt quá. Cô Miêu hiểu đừng vội, cô đi rửa mặt cho bình tĩnh lại đã, rồi đi giải thích cũng chưa muộn. Đừng áp lực quá, cô là một giảng viên xuất sắc, các học sinh có đánh giá rất cao về giờ dạy của cô. Thầy chủ nhiệm Tống ngồi bên an ủi. Cảm ơn, cô Miêu hiểu lau nước mắt rồi vội vàng rời khỏi văn phòng. Em Tống à, thật ngại quá thầy Tống bắt đầu dàn xếp hậu quả. Không có gì, chắc là trong lúc lơ đánh, ánh mắt em có chút dữ dằn nên cô giáo mới sợ chăng. Cô miêu hiểu không sao là tốt rồi, mọi chuyện cứ thế cho qua đi. Tống Thư Hàng vội nói, mong là chuyện này không khiến nữ giảng viên ấy bị sa thải, nếu thế thì hắn sẽ ái náy cả đời mất. Thầy Tống Thư Hàng hiểu chuyện như vậy, thầy Tống không khỏi cảm thán, đúng là học sinh ngoan. Có lời ấy của Tống Thư Hàng, mọi chuyện cứ thế mà yên ả trôi qua thầy Tống cười lớn rồi lảng sang chuyện khác. Thầy nghe nói trong buổi đại hội thể dục thể thao ngày mai, em đăng ký nội dung chạy 5.000m của Nam. Cố lên nhé, đem vẻ vang về cho lớp mình. Khóe miệng Tống Thư Hàng giật giật, cái vụ chạy 5.000m ấy có phải hắn chủ động muốn tham gia đâu. Nghĩ thế, nhưng hắn vẫn cố nở nụ cười. Đương nhiên ạ, à, em nhất định sẽ cố hết sức để giành được thành tích tốt. Ha ha, 5.000m không phải chuyện dễ dàng, đừng cố quá. Thầy tin tưởng em lắm, về lớp học đi, chuyện hiểu lầm với cô Miêu Hiểu, lát cô ấy sẽ tự mình giải thích với cả lớp. Nếu cô ấy không giải thích thì thầy sẽ ra mặt, thầy cam đoan là em sẽ không sao đâu." Thầy Tống vỗ ngực nói. Sau khi ra khỏi văn phòng, Tống thư hàng thở phào một tiếng, lòng đầy áy náy. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải bồi thường cho cô Miêu Hiểu. Về lớp rồi, Tống thư hàng không dám dùng bí quyết áp lực tinh thần và trinh sát tinh thần nữa chỉ có thể luyện tâm phương pháp biến tinh thần lực thành màng để tăng tính cảnh giác. cô miêu hiểu là người nói được thì làm được dù vô cùng xấu hổ nhưng cô vẫn rất chân thành giải thích vụ mất mặt mình vừa gây ra. mọi chuyện thế là cho qua, cô tiếp tục nghiêm túc giảng bài, không đem cảm xúc cá nhân vào giờ học. chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ chứng minh cô là một giáo viên chân chính. hai tiết học của buổi sáng dù có chút chuyện bất ngờ nhưng vẫn hiền ả trôi qua ba đứa bạn cùng phòng của thư hàng trốn cả hai tiết này. Chẳng nhẽ hôm qua chúng nó uống nhiều thế cơ à? Tống thư hàng thở nhẹ, hắn nhận ra, khi duy trì bí quyết, cảnh giác, đầu óc của hắn minh mẩn hơn hẳn, dù không tập trung nghe giảng nhưng những gì cô miêu hiểu giảng vẫn chảy cuồn cuộn vào tâm trí hắn như nguồn sống vô hạn, sau đó chúng được phân tích, chuyển hóa và hiểu cặn kẽ. Hơn nữa, sau khi luyện tập liên tục trong một tiết dưới, hắn đã thuần thục bí quyết cảnh giác hơn nhiều, thời gian duy trì màng bọc tinh thần lực cũng nhanh hơn. Hơn nữa, tổng giá trị tinh thần lực cũng nhiều hơn. Cái bí quyết cảnh giác này, chính là đường tắt để tăng cường tinh thần lực nha. Dù không tăng nhiều lắm, nhưng nếu sau này, lúc nào mình cũng sử dụng nó, thì hoàn toàn có thể tích tiểu thành đại. Chín rưỡi rồi, đi xem ba đứa kia làm sao, mong là không say chết. Tống thư hàng gái gãi đầu, hắn chuẩn bị qua phòng túc xá của Lý Dương Đức coi ba đứa bạn đã nghèo chưa. Trên đường tới phòng túc xá của Lý Dương Đức, hắn không ngừng sử dụng luôn phiên ba bí quyết nọ, cũng dự tính kết hợp cảnh giác và trinh sát để có thể sử dụng song song. Tiếc rằng, tổng giá trị tinh thần lực của hắn quá ít, nên lần nào thử cũng thất bại. Hắn rèn luyện liên tục, thử đủ mọi cách như không biết mệt, rồi dần dần tích lũy kinh nghiệm từ những lần thất bại. Sau một lần thất bại khác, hắn dây dây thái dương rồi ngừng rèn luyện, bởi giờ, tinh thần hắn uể oải lắm rồi tổng giá trị của tinh thần lực kém quá. Hôm nay có thể tu luyện được một đến hai lần, chân ngã minh tưởng kinh, nữa thôi, cần để dành để tối còn luyện quyền pháp cơ bản. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Dù chân ngã minh tưởng kinh không có sự yêu cầu hà khắc với tinh lực như kim cương trụ cột quyền pháp, nhưng bị ảnh hưởng với tổng tố chất của cơ thể. Khi tu luyện, chân ngã minh tưởng kinh cần cẩn thận, không được phát kiệt tinh thần lực, nếu không sẽ biến thành thằng ngốc. Do tinh thần lực rơi vào trạng thái mệt mỏi, nên Tống Thư Hàng không để ý được đằng trước, thành thử, hắn đập đầu vào lưng người ta. Đó là một tấm lưng rất rộng, người này phải cao hơn Tống Thư Hàng một cái đầu là ít. Sau khi thối thể, Tống Thư Hàng được xếp vào hạng đại lực sĩ ở thế giới người thường, chính là cái loại mà có thể dễ dàng dùng tay để kéo đầu tàu. Vậy nên, cái người bị hắn đập đầu vào ngã rúi về trước, mặt cắm xuống đất, người nọ la lên oai oái. Ôi chao, xin lỗi, xin lỗi, tôi không để ý đằng trước. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại, xin lỗi không ngừng. Hắn nhìn cái người mình vừa đụng vào, ô, rất ra dáng mấy thằng côn đồ ở khu giang nam ấy nhỉ. Người ngã sấp mặt và đang kêu oai oái có thân hình cao lớn, mái tóc dài vuốt gieo thành hình màu gà, nhuộm đủ thứ màu sặc sỡ. Có lẽ do thường xuyên đánh nhau, nên thể lực không tệ, chẳng mấy chốc gã lưu manh đã đứng dậy được. Bấy giờ, mặt gã sầm xì, máu mũi chảy đầm đìa. Thằng khốn, may mù à, gã lưu manh đầu màu gà gầm gừ đầu giận dữ máu mũi phun cùng nước miếng khi gã giống lên năm thằng côn đồ bên cạnh cũng nhe răng cười rồi vây quanh tống thư hàng hình như mình gặp chuyện rắc rối rồi tống thư hàng có chút xấu hổ bèn giải thích rất chân thành ờ thì à xin lỗi nãy tôi đang nghĩ vài chuyện nên không để ý đằng trước xin lỗi thật sự xin lỗi xin lỗi xin lỗi là được thì cần gì cảnh sát nữa gã lưu manh đầu màu gà lau máu mũi, rồi xách áo tống thư hàng lên, gầm gừ. Dù sao cũng là mình sai trước, mình đụng vào người ta trước, tống thư hàng có chút áy náy. Anh nói đúng, chỉ bằng, chúng ta bình tĩnh rồi cùng thương lượng để giải quyết được không? Mày biết điều đấy, gã lưu manh nhếch mép đầy đắc ý, mày xem, mày đụng vào ghê như vậy, ít cũng phải cho tao chừng 1.800 tệ để làm phí bồi thường chứ nhỉ? Đừng bảo tao là chừng ấy tiền mày cũng không có nhé. Giờ mới đầu tháng, làm gì có chuyện không có tiền sinh hoạt. Đúng rồi, tiền sinh hoạt của tôi được gửi theo năm, không cần lo vụ đầu tháng hay cuối tháng gì hết. Tống Thư Hàng đáp rất thành thực. Gã màu gà vui lắm, chẳng mấy khi gặp được con mồi biết điều thế này, sắp giàu rồi đây. Nhưng mấy người bắt bớ quá, tôi không bồi thường nhiều thế đâu. Chỉ bằng, chúng ta đổi cách giải quyết khác đi." Tống Thư Hàng nói với điệu vô cùng nghiêm túc, nhìn ánh mắt chân thành của hắn chẳng ai nghĩ là hắn đang nói đùa cả. Đổi cách giải quyết khác à, ha 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 ha, gã màu gà tức đến bật cười, được thôi, chúng ta tâm sự với nhau bằng nắm đấm trước đã, rồi bàn đến chuyện tiền nong sau. Mấy tên công đồ bên cạnh nghe thế, phối hợp mà nghe răng ra, rồi vặn tay răng rắc. Tâm sự bằng nắm đấm sao, tức là, chúng ta có thể đánh nhau để giải quyết vấn đề à. Tống Thư Hàng nghe vậy, liền nở một nụ cười vô cùng chân thành, sao không nói sớm, thế thì tốt quá. Nụ cười của Tống Thư Hàng đúng là chân thành, bởi hắn đã tìm được đối tượng để thực chiến quyền pháp. Quanh Đại học Giang Nam nhiều côn đồ thế này, hẳn là đủ cho hắn thực hành lâu lâu chút nhỉ. Dù mỗi nhóm côn đồ chỉ giúp hắn luyện được một, hai chiêu cũng là tốt lắm rồi. Thấy Tống Thư Hàng mỉm cười, gã màu gà nhận ra rằng, thì ra tên này là một thằng ngu. Mẹ nó chứ, ra là đồ điên. Xui thật, phải đánh cho hả giận đã hai phút sau. Bốp bốp bốp, Tống Thư Hàng dáng thêm mấy quyền cho tên đầu màu gà đang kêu rên thảm thiết. Dưới ánh nhìn sợ hãi và sừng sốt của đám côn đồ đang ngã rúi rụi, hắn vừa phủi phủi bụi trên người, vừa gật đầu đầy thoải mãn. Mọi người vất vả rồi, dù đánh loạn xì ngầu nhưng cái kiểu đánh liều mạng lúc đồng thời sông lên cũng ổn lắm. Hy vọng mọi người tiếp tục rèn luyện để càng lúc càng giỏi hơn. Ban nãy, Tống Thư Hàng chỉ dùng 3 phần thực lực, bởi hắn chỉ luyện chiêu là chủ yếu, trong vòng 2 phút, hắn đã dùng thử cả 18 chiêu trong kim cương trụ cột quyền pháp, cảm thấy mình đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm. Quả nhiên, thực chiến là cách kiểm nghiệm lý luận tốt nhất. chương 70, viên thuốc tanh tuổi Sau khi hạ gục đám côn đồ, Tống Thư Hàng cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn vừa ngâm nga câu hát, vừa đi về phía phòng trọ của Lý Dương Đức. Tiếp tục rèn luyện, đua nhau à, rèn luyện để bị đánh nữa sao? Thằng khốn, thằng ác ma, Thằng đấy chắc chắn cố tình đụng phải tao, chắc chắn thế. Gã đầu màu gà khóc hòa lên, hai phút trước gã còn tưởng thằng đấy là thằng ngu, giờ mới biết, mấy đứa mình mới ngu. Rõ ràng thằng đấy chủ động qua bắt nạt họ. À sâm, chúng ta phải nhớ mối thù này. Sau này rủ thêm mấy anh em khác đánh chết nó đi, năm không được thì 10, 10 không được thì 20, rồi 50. Tao không tin nó là siêu nhân, không tin một mình nó đấu lại được trăm người. Tên côn đồ tóc vàng lên cạnh giận dữ nói. Đúng, nhất định phải đánh chết nó. Tên đầu màu vào nghiến răng nghiến lợi. Quyết định của chúng rất hợp ý của Tống Thư Hàng. Trong lúc nhóm côn đồ đang nói chuyện, có một thiếu nữ tóc ngắn vừa ngáp vừa đi về phía chúng. Thiếu nữ ấy vô cùng xinh đẹp, dù không trang điểm thì vẫn khiến lòng người sao xuyến. Hơn nữa, còn là túy lạnh lùng, ít nói, cái vẻ mặt băng giá kia đúng là quá tuyệt vời. Nếu như bình thường, thì lũ côn đồ chắc chắn sẽ vây quanh thiếu nữ, đôn, rồi đùa bỡn một phen, tiếp đó là dắt cô vào cái khách sạn gần đó để làm mấy chuyện xấu hổ xấu hổ. Nhưng giờ chúng đang nằm bẹp dí trên nền đất, chẳng làm được trò trống gì. Thiếu nữ tóc ngắn ước lại gần, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đám côn đồ đang sấp mặt. Một lúc lâu sau, cô khẽ thì thào. Có kẻ dám giật quái của mình à? Dì cơ, giật quái á? Là sao? Cô bé này đâu có đang chơi game đâu mặt gã đầu màu gà ngơ ra sau đó hắn cảm thấy lưng mình đau nhói thiếu nữ tóc ngắn bước qua người bọn chúng cô đạp lên chúng như đạp lên đống rác rồi vừa ngáp vừa đi xa chết tiệt con khốn chết tiệt một thằng khốn một con khốn chúng mày không yên được đâu lưng gã đầu màu gà đau quá liền không ngừng xỉ vả gã có phải bị em mờ đâu bị đạp lên sao mà hưng phấn cho nổi nhưng cái thằng tóc vàng bên cạnh lại nhìn gã với vẻ hâm mộ ghen tị chết mất, giá như người được dẫm lên là mình thì tốt biết bao à a a a. Có thằng bị em mờ ở ngay bên cạnh này. Trên đường đi, tống thư hàng mua ba phần tiểu long bao, ba phần sữa đậu, rồi đi về phía phòng của lý dương đức, gõ cửa ầm ầm. Một lúc lâu sau, thổ ba hai mắt đỏ quạch, người đầm điềm mùi rượu mới gắng gượng lết ra mở cửa. Ô, thư hàng đấy hả? Mở cửa xong, hắn chừng tống thư hàng một cái rồi quét một lượt từ đầu đến chân. Chết tiệt! cái thằng nhãi này non sạch sẽ gọn gàng thế này, hiển nhiên là không hề say rượu. Tử lượng của cái thằng này tốt thế từ bao giờ vậy? Rõ ràng là hồi trước chỉ được như cao mỗ mỗ, một mình hắn có thể chúc gục bốn thằng cao mỗ mỗ, ba thằng Tống Thư Hàng ấy chứ. Nhưng tối qua, Tống Thư Hàng lại chúc gục mình, Lý Dương Đức rồi cả thằng cao mỗ mỗ vốn cũng sắp quắc cần câu. Đúng là kỳ quái. Chẳng nhẽ tối qua nó không uống rượu, mà uống nước. Trông mày thế này, mới tỉnh hả? bọn mày trốn hai tiết học buổi sáng rồi đấy. Tống Thư Hàng mỉm cười, rồi mang tiểu long bao và sữa đậu vào, mang bữa sáng cho chúng mày này, ăn không? Thổ ba giật đồ ăn trên tay Thư Hàng rồi trồng gẹo. Mày cũng có lương tâm đấy. Lý Dương nước ló đầu khỏi phòng, nói. Tao ngửi được mùi ăn, đến đúng lúc lắm, đang đói cồn cào đây. Cao mỗ mỗ đâu, Thư Hàng hỏi. Còn nằm bẹp ra ấy, thằng đấy phiền chết mất, đêm qua nói mớ cả đêm cái gì mà, trinh tiết, rồi cái gì mà, anh xin lỗi em, lại tiếp, đừng, đừng, chi đó. Lý Dương Đức cười bảo, Tống Thư Hàng vuốt cằm, tao thấy đấy là cái thóp tốt đấy, sau này hết tiền, có thể dùng cớ đó để bắt cao mỗ mỗ bao cơm. Đúng rồi, phương án này được đấy, chắc dùng được hai, ba lần gì đó, dùng nhiều quá lại sợ nó lại điên lên. Thổ ba vô cùng đồng ý, tao đề cử thế này, ở khu nam của trường mình có quán, đầu cá thập hương, Ngon phải biết, nhớ đến thôi đã thấy chảy nước miếng rồi." Lý Dương Đức gật đầu bảo, "Bọn mày muốn chết đấy hả?" Cao mỗ mỗ mặt mày xa sầm bước ra, vừa đi vừa day day Thái Dương. Hắn cảm thấy điều bất hạnh nhất của cuộc đời mình là sống chung phòng túc xá với ba thằng này. Toàn một lũ thích hãm hại bạn. Ở lại phòng của Lý Dương Đức một chốc, Tống thư hàng bắt đầu hỏi hắn. "Dương Đức, mày giúp tao điều tra xem, ở cái khu Giang Nam này, có tiệm thuốc Đông y nào mua được mấy vị này không?" Tống Thư Hàng đưa tờ giấy mà dược sư đưa cho mình, trên đó có ghi tên của bốn vị thuốc Đông y cực hiếm. "Mày ốm à?" Dương Đức nhận lấy tờ giấy rồi hỏi. "Tao khỏe lắm, bạn tao cần mấy vị này, nhưng tao chẳng biết ở khu Giang Nam này có chỗ nào bán nên đành nhờ người khác tìm hiểu xem. Rồi tao nghĩ đến mày, ở cái ký túc xá này, mày là đứa giỏi kỹ thuật nhất mà." Tống Thư Hàng bắt đầu nịnh nọt. "Điều tra dễ lắm." Giờ các tiệm thuốc Đông y đều sử dụng một hệ thống chung, tao chỉ cần gõ tên dược liệu và biết ngay tiệm nào bán. Hơn nữa, tới khu vực diễn đàn có liên quan, xem các bài đăng trong đó là cũng biết những tiệm nào không tham gia vào hệ thống nhưng có bán vị đó. Muộn nhất là tối mai tao sẽ có tin cho mày." Lý Dương Đức nói chắc nịch. "Thế thì nhờ hết vào mày vậy." Nói xong, Tống Thư Hàng hứa thêm, "Mày điều tra cho tao xong, đợi đại hội thể dục thể thao kết thúc, chẳng cần chờ thằng khốn cao mỗ mỗ, tao mời mày ăn thập hương ngư đầu. Hứa rồi đấy, Lý Dương nước liếm môi, miệng chảy nước miếng. Hứa rồi, Tống Thư Hàng cười nói. Hắn xoay người lại, thầm siết chặt tay. Có Lý Dương nước giúp điều tra xem tiệm thuốc vào ở khu Giang Nam bán bốn vị thuốc ấy, là có thể khoanh vùng được phạm vi tới cực hạn. Nếu kẻ chủ mưu thực sự mua bốn vị thuốc ấy, thì Tống Thư Hàng liền dựa vào đó để tìm ra hắn. 10 giờ sáng, Tống Thư Hàng rời ký túc xá, đi về phía nơi ở của dược sư. Sau khi ăn xong, đám bạn cùng phòng quyết định nghỉ ngơi thêm một chốc để tỉnh rượu. Tống Thư Hàng thấy còn sớm nên quyết định qua giúp dược sư một tay. Dược sư giúp hắn rất nhiều, giờ điều duy nhất hắn có thể giúp lại là phối hợp dược sư, giúp hắn hoàn thiện cách bào chế thối thể dịch bản đơn giản hóa. Để tiện cho Thư Hàng điều chế thuốc, dược sư còn cố tình mua bộ nồi lẩu và bếp từ y hệt như cái bộ ở ký túc xá của Thư Hàng các bước luyện thối thể dịch và cách bào chế không thay đổi, nhưng hôm nay, dược sư bảo tống thư hàng đổi, nước, thành, thuốc nước, do hắn điều chế. Thuốc nước này nấu từ 5 loại thảo dược thường dùng trong đông y. Đây là bước đầu tiên trong việc chuyển phương pháp luyện đan dùng, bếp từ và nồi lẩu của tống thư hàng, sang dùng lò luyện đan. Dù phương pháp của tống thư hàng rất tốt, nhưng chẳng nhẽ lại để các vị dược sư của thế giới tu sĩ, vị nào cũng phải học cách dùng bếp từ và nồi lẩu để luyện thối thể dịch sao nghĩ tới cái cảnh các vị dược sư của thế giới tu sĩ đều tự trang bị bếp từ và nồi lẩu là lại thấy tê tái con tim. Vậy nên, nhất định phải thay đổi. Hơn nữa, theo như dược sư dự tính, thì nước thuốc này có thể giảm thời gian luyện thối thể dịch. 3 tiếng sau, 1 giờ 7 phút chiều. Đúng như dược sư đã dự tính, thời gian điều chế thuốc giảm đi rất nhiều. Thành công rồi, Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu rồi bịt chặt mũi. Sau đó, nước thuốc hất tung vùng nồi, màn khói đen mù mịt và cái mùi tanh tưởi tỏa ra. Ha ha, không cần bịt mũi đâu, xem lão phu đây. Dược sư cười ha ha, rồi tung một hạt trâu có hình dạng đặc biệt, sau đó thì bắt pháp ấn, thu. Bỗng nhiên, một lục hút trào từ trong hạt trâu, hút sạch làn khói đen vào trong nó. thấy thế, hai mắt tống thư hàng sáng rỡ lên, chỉ mong mình cũng có thể dùng pháp thuật ngay bây giờ. Cho người này, dược sư ném cái thứ có hình hạt trâu đó cho thư hàng, đừng để nó rơi xuống, chỉ cần quang mạnh là vỡ đấy. Lúc đó thì cả khói đen và mùi tanh bên trong sẽ tỏa ra hết. Tống Thư Hàng vội vàng đón lấy hạt châu. Tiền bối, đừng làm chuyện đáng sợ như vậy. Sau đó, Tống Thư Hàng mới nhận ra rằng hạt châu này nhìn rất giống vỏ của dược liệu. Đây là vỏ của quả hạt châu, chẳng có ích gì đâu, vứt đi suốt ấy mà. Qua ta nảy ra một ý, thứ này có thể cất chứa khói và mùi tanh tỏa ra khi người luyện thối thể dịch dược sư đắc ý vô cùng, hơn nữa, như ta từng nói, cái mùi tanh sinh ra khi luyện thối thể dịch này, đối với kẻ mới được tăng khứu giác như tu sĩ nhất phẩm, và kẻ không thể khống chế khứu giác của mình như chân sư nhị phẩm, thì đúng là chẳng khác nào ác mộng. Nếu có ngày, người gặp phải kẻ địch có tu vi chân sư nhị phẩm, thì thứ này sẽ có tác dụng rất lớn, nếu biết dùng đúng lúc thì hoàn toàn có thể trở thành điều kiện quyết định để phân thắng bại. Chương 71, tay Trần phá cao ốc không phải một giấc mơ. Tống thư hàng ngầm hiểu là dược sư đang muốn giúp mình. Người muốn đoạt linh quỷ của hắn rất có thể đã đạt thực lực chân sư nhị phẩm trở lên. Cái này có được coi là pháp bảo không? Tống thư hàng hỏi. Pháp bảo quái gì? Chẳng qua là lựu đạn khói có lực tấn công sinh hóa thôi. Ta đặt cho nó cái tên là ác xú hoàn. Dược sư dương dương tự đắc nói. Cái tên này thật đậm đà phong cách kim cương căn bản quyền pháp mà. Tống Thư Hàng cầm viên ác xú hoàn, tôi có thể đổi tên cho nó được không? Tiền bối. Sửa gì mà sửa, ghét thì trả lại cho ta. Sược sư sự bất mãn nói. Tống Thư Hàng nhanh chóng cất đi. Ha ha, thực ra tên là ác xú hoàn là chuẩn nhất rồi. Hơn nữa thứ mà tiền bối đưa, nhất định là tôi phải nhận chứ. Đây là phép lịch sự, đúng, chính là lịch sự đó. Cho ngươi một phần thối thể dịch nữa này, là tâm ý của ta đấy, không được từ chối. Dược sư dùng một phần nhỏ thối thể dịch luyện thành công lần này để làm thực nghiệp, phần còn lại ném cho Tống Thư Hàng. Thời gian của Tống Thư Hàng hữu hạn, mỗi ngày sau khi giúp dược sư luyện dược thì chẳng còn thời gian luyện thối thể dịch cho mình. Mà hắn đang ở thời kỳ cơ bản quan trọng, nhu cầu với thối thể dịch rất cao. Cảm ơn tiền bối Tống Thư Hàng không từ chối, hắn cần thật sự, không phải vờ việc từ chối làm gì. Song ân tình của dược sư thì phải ghi nhớ thật kỹ trong lòng mới được buổi chiều học hai môn, lúc học xong đã là 4 giờ đúng. Ba bạn cùng phòng cuối cùng cũng không bỏ tiết buổi chiều. Ở cao mỗ mỗ đau khổ ấn dạ dày, ở một cái khó chịu, ảnh hưởng của cơn say đến tận bây giờ vẫn chưa tan hết. Cuối cùng cũng tan, ba tiết này học mà như muốn chết đến nơi rồi ấy. Bạn gái hắn nhà y đau lòng ấn huyệt thái dương cho hắn, đồng thời còn dùng đôi mắt to tròn dễ thương, hung dữ, lường thổ ba và thư hàng chằm chằm cô nàng đã moi ra hai tên bạn cùng phòng bất lương chuốc say cao mỗ mỗ hôm qua từ miệng của Lý Dương Đức rồi. Thằng cha Dương Đức này là chuyên gia bán đứng đồng đội. Bất luận là ngoài hiện thực hay trong game đều chuyên môn phụ trách bán đứng đồng đội. Ừm, tự nhiên tao nhớ ra có cái phải mua, tối nay không cần chờ tao đâu nhé. Thổ ba thật sự không chịu nổi ánh mắt u oán của nha y, bại trận, bèn thi triển, mua đồ đột pháp, bỏ trốn mất dạng. Tống thư hàng nhanh trí núi gót theo sau đột nhiên tao nhớ ra mai phải tham gia thi chạy dài 5.000 mét, tao đi ra sân vận động tập luyện đây, tối nay chúng mày cũng không phải chờ tao đâu. Lời hắn nói nửa thật nửa giả, đi luyện tập là thật, luyện chạy bộ là giả. Lúc này khí huyết trong cơ thể hắn đã khôi phục như ban đầu, có thể tiếp tục tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, cho nên định đến trường tìm một nơi yên lặng để tu luyện. Lần đầu tiên tu luyện khiến cho thân thể hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lần thứ hai tu luyện có thể khiến cho thể chất nâng cao một bậc không? Lần này Tống thư Hàng đổi địa điểm tu luyện, hắn đi tới một tòa nhà bỏ hoang ở khu giảng đường số 3 trong trường. Tòa nhà này được xây dựng từ 10 năm trước, vốn để làm nhà thực nghiệm cho nghiên cứu sinh. Thế nhưng năm ngoái tòa nhà thực nghiệm xảy ra hỏa hoạn, tuy không có nhân viên thương vong nhưng sau khi lửa tắt thì cả tòa nhà trở nên không an toàn nên bị bỏ hoang. Tới nay kế hoạch xây lại còn chưa được thông qua, tạm thời không ai sẽ tới nơi này đây là một trong số những nơi thích hợp tu luyện mà Tống Thư Hàng tra được trên web trường. Vị trí không tồi, dường như không có mùi ẩm mốc, trước khi nó được xây lại chắc có thể dùng làm địa điểm tu luyện cố định ở trường được. Tống Thư Hàng rất vừa ý với nơi này. Nhắm mắt lại, đầu tiên Tống Thư Hàng hồi tưởng 18 chiêu thức của Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp, trong đầu một lần, sau đó lấy chai thối thể dịch bản đơn giản hóa trong túi sách ra, uống vào. Rồi lặng lặng chờ đợi dược lực tản ra, bùng nổ trong cơ thể. Được rồi, Tống Thư Hàng mở to mắt, bắt đầu luyện thức mở đầu của quyền pháp căn bản. Lấy mắt làm chủ, động tĩnh ở eo, thân như cung, chân phát kinh, quyền động như núi lở. Miệng thì thảo niệm quyền kinh khẩu quyết, từng thức quyền pháp trụ cột nhất nhất được thi triển ra. Bên tai, âm thanh như hoàng lã đại trung lại vang lên, linh lực trong trời đất bị quyền kinh khẩu quyết điều động, tụ tập về phía hắn. Linh lực áp bách trên người hắn, quấn quanh nắm đấm của hắn, rèn luyện cho thân thể hắn dưới tác dụng của linh lực sau khi đánh ra mỗi một quyền thì thân thể dường như đã đánh đến hàng ngàn vạn quyền cơ thể nhanh chóng nóng lên khí huyết dâng lên tích tụ lại so với lần đầu tiên tập luyện thì lần này khí huyết dâng lên nhanh hơn hẳn mồ hôi đổ như mưa lại thỏa mãn vô cùng mà lúc này đây khi tống thư hàng thi triển quyền pháp căn bản thì không hề một mực theo đuổi cứng rắn mạnh mẽ nữa Hắn làm giống vị quyền pháp tông sư mặt mũi mơ hồ trong ảo giác không gian, vừa cương vừa nhu, quyền chiêu bách biến. Linh lực quấn quanh người thư hàng, theo từng đường quyền của hắn sẽ có một chút hít linh lực tản ra xung quanh. Mùi ẩm mốc trong không khí nhanh chóng rút đi, dưới ảnh hưởng của linh lực, không khí trở nên tươi mát trong lành như khí trời buổi sớm. Núi không cần cao, có tiên ắt linh, khi tu sĩ tu luyện khơi gợi lên linh khí thiên địa, ngày này qua ngày khác, nó sẽ dần dần dung nhập nơi tu luyện khiến cho nơi ấy ngập tràn linh khí. Di chuyển, quay vòng, quyền như lưu tinh, 18 chiêu quyền pháp nhanh chóng được thi triển xong xuôi. Ngay sau đó, huyết khí trong cơ thể Tống Thư Hàng tràn ra, cả người biến thành màu đỏ sẫm. Hoàn thành, ngay cả hắn cũng có chút khó tin. Rõ ràng hôm qua khi tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, hắn bị tra tấn đến chết đi sống lại, mấy lần tưởng như không thể cầm cự tiếp được. Ấy vậy mà hôm nay thi triển quyền pháp thì ngoài chút cảm giác đau mỏi ra, hắn lại có thể thi triển hoàn thành trọn bộ một cách thuận lợi đến không ngờ. Là vì đã thi triển thuận lợi một lần nên thân thể thích ứng với kim cương căn bản quyền pháp rồi sao? Hay là tố chất thân thể hắn chỉ qua một đêm đã tăng cường lên nhiều đến vậy? Nhưng thời điểm hiện tại không phải là lúc để suy xét những điều đó. Nhân cơ hội khí huyết còn đang sôi trào trong cơ thể, thư hàng tranh thủ thời gian vận chuyển, chân ngã minh tưởng kinh, lấy tinh thần lực dẫn đường, dẫn khí huyết tràn đầy cả người đi vào lưu trữ trong tâm khiếu. Đây đã là tia khí huyết thứ hai trong tâm khiếu hắn. Làm xong hết thảy những việc ấy, Tống Thư Hàng đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc, hắn vẫn không thể khống chế, chân ngã minh tưởng kinh, hấp thu khí huyết một cách hoàn hảo, thế nhưng so với tình trạng không nhúc nhích nổi một ngón tay lần trước thì lần này đã tốt hơn nhiều. Nghỉ ngơi ước chừng 4-5 phút, thể lực của Tống Thư Hàng đã khôi phục như lúc đầu nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay cảm giác được sức mạnh đang không ngừng tuôn trào cuồn cuộn tống thư hàng có ảo giác mình có thể lấp bể rời non thư hàng đưa mắt nhìn bốn phía sau đó bước chân hơi dịch một bộ kim cương căn bản quyền pháp thi triển tự nhiên chỉ hai bước đã đến gần bức tường cách gần mình nhất quyền phải đánh thẳng ra không mang theo linh khí thiên địa chỉ là một quyền bình thường âm uhm, bức tường cứng chắc bị đánh thủng một lỗ to Tống Thư Hàng nhìn nắm tay của chính mình, trừ một chút vôi tường thì nó chẳng hề thương tổn mảy may. Quyền pháp cơ bản là tăng cường toàn diện cho cơ thể, không chỉ là sức mạnh mà cường độ toàn thân đều được cải thiện. Biến hóa này vượt xa tưởng tượng của Tống Thư Hàng, chỉ hai lần tu luyện mà thôi, thân thể đã được cường hóa đến mức này rồi. Thư Hàng lại đứng thế ra quyền, lần này hắn vận dụng pháp môn suốt quyền của Kim Cương Căn Bản Quyền Pháp nện một đấm lên vách tường. Âm uhm bức tường bị một quyền xuyên thủng, nhưng sức mạnh còn ngưng tụ lại đó không tan, chỉ để lại trên tường một cái lỗ to bằng nắm đấm. Tuy diện tích phá hủy nhỏ đi nhưng mức độ tổn hại lại tăng lên đến mấy chục lần. Tống Thư Hàng nhất thời hứng khởi, không ngừng vung quyền phá hoại tòa giảng đường bỏ hoang đáng thương. Hắn không ngừng thử từng phương pháp xuất lực trong quyền pháp căn bản, lúc dùng trọng quyền, lúc dùng nhu trường, cách ra chiêu của 18 thức quyền pháp đều bị hắn lấy ra thử một lần trong tòa giảng đường bỏ hoang bụi bay mù mịt. Đây chính là kỹ năng tay trần phá tường trong truyền thuyết, kỹ năng này được up level thì chính là tay trần đánh robot ngoài hành tinh. Một hồi lâu sau tống thư hàng mới cảm thấy mỹ mãn, nhìn bức tường gồ ghề lùi lõm của giảng đường, hắn xoa cằm. Quả nhiên mình rất có thiên phú luyện công phu dỡ nhà mà. Bây giờ trong mắt người bình thường, hắn đã có thể xem như là cao thủ võ lâm rồi nhỉ. Mà hắn mới luyện quyền pháp cơ bản có hai lần thôi đấy không biết sau khi hoàn thành cơ bản rồi còn mạnh đến đâu. Cũng không biết tâm khiếu cần có bao nhiêu khí huyết mới có thể làm đầy nữa. Nếu có thể tăng cường tố chất thân thể nhanh hơn thì tốt, làm thế khí huyết khôi phục càng nhanh, số lần tu luyện hàng ngày sẽ càng nhiều. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Khí huyết đan gì đó, trong thời gian ngắn tạm thời không xét đến. Ngoại trừ tu luyện, kim cương căn bản quyền pháp, còn phương pháp gì có thể tăng cường tố chất thân thể nhỉ? Tống Thư Hàng khẽ nói hay là vào nhóm hỏi các tiền bối chút đi. chương 72, Giác Ngộ Thư hàng quay đầu nhìn ra thì phát hiện Giang Tử Yên đang ngồi trên lan can cách mình không xa. Khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười hư hỏng xinh đẹp. Cô cầm một bịch gà chiên rút xương, dùng ngón tay trắng muốt bốc từng miếng đưa vào miệng. Nghe giọng điệu này thì cô ta đã ở bên cạnh xem mình biểu diễn tay không đập tường cả buổi rồi sao. Mặt khác, dung mạo cô cũng có chút khác biệt so với lần đầu gặp mặt mái tóc ngắn ngang vai của Giang Tử Yên xoăn lên trông có vẻ càng ngắn hơn, tóc mái buông dài cơ hồ che kín cả hai bên mắt. Dưới ánh chiều tà, Tống Thư Hàng phát hiện ta tóc cô không phải thuần đen mà là tím sẫm một màu yêu dị, trong ánh mắt cũng thoáng hiện ánh tím âm u, khiến cho Giang Tử Yên càng thêm tà khí, càng thêm hư hỏng. Chào buổi chiều, Tử Yên cô nương, Tống Thư Hàng mệt mỏi nói. Người gọi ta Tử Yên là được rồi, cách gọi cô nương, làm ta cứ cảm thấy mình đang cưa sừng làm nghé. Giang Tử Yên nhảy xuống khỏi lan can, bước từng bước duyên dáng về phía Tống Thư Hàng, trừ kim cương căn bản quyền pháp, phương pháp rèn luyện của người bình thường cũng có thể gia tăng tố chất thân thể của tu sĩ cơ bản. Dù là chạy bộ hay là chơi các loại bóng, tập máy tập thể hình đều làm tăng cường thể chất một mức nhất định. Thì, đương nhiên tu sĩ cần có cường độ vận động gấp bội so với người thường thì mới đạt hiệu quả tăng cường thể chất được. Tống Thư Hàng nện mạnh gáy vào vách tường đằng sau. Thế mà tôi không nghĩ ra, chỉ cần lên mạng sớt, phương pháp tăng cường thể chất là ra cả đống, nhưng trong mắt hắn chỉ có kim cương căn bản quyền pháp, nên đã xem nhẹ những cách rèn luyện cơ thể của người bình thường. Đây chính là đèn không soi tỏ dưới chân mà. Giang tử yên, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, chính là đạo lý ấy. Quyết định thế đi, sau này mỗi sáng tôi sẽ chạy một vòng quanh Đại học Giang Nam. Tống Thư Hàng nắm chặt nắm tay, sau đó có rảnh phải đi tìm xem xung quanh trường có trung tâm tập thể hình nào không biết đâu rồi lại có chỗ dùng thư hàng lại hỏi đúng rồi tử yên cô nương tìm tôi có việc gì không à sáng nay ta nhàn rỗi không có gì làm nên đã lần theo mùi kịch độc đặc biệt của thầy ta cuối cùng cũng tìm thấy nơi dừng chân cuối cùng của người chúng độc ở một khách sạn trong khu giang nam đấy hi hi tử yên cười lên hai mắt cong cong như hai vành trăng khuyết là đệ tử của dược sư cô có rất nhiều cách để lần theo dấu vết của kịch độc đặc biệt kia. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Cô tìm thấy người lẻn vào phòng ngủ của ta đêm qua rồi à? Tìm được rồi, hi hi, cơ mà, đáng tiếc tên kia đã chết nhân răng, đến thi thể cũng bị người ta biến thành vũng nước đen đặc, chẳng tìm được manh mối gì khác từ hắn nữa. Hơn nữa người đăng ký phòng khách sạn kia dùng thân phận giả, cho nên manh mối lại đứt rồi, hi hi. Xong việc này cũng chứng minh suy đoán của ngươi là đúng, Đối phương quả thực có đồng bọn. Giang Tử Yên ném bịch gà chiên trong tay, rồi vươn đầu lưỡi liếm ngón tay với vẻ đầy tình sắc. Quyến rũ, diễm lệ, khiêu khích và ám chỉ, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh ấy cũng phải hưng phấn đến hỏng người. Tống thư hàng cũng không ngoại lệ, hắn cảm thấy động tác của cô thật mê người, nhưng nghĩ ngợi một lát, hắn vẫn nghĩ mình nên nhắc nhở Giang Tử Yên một chút thì hơn. "Tử Yên, tuy rằng cô thích ăn gà chiên, nhưng trên ngón tay người có nhiều vi khuẩn lắm đấy." liếm tay thế là mất vệ sinh. Động tác mê hoặc của Giang Tử Yên cứng đờ lại. Chật, con người ngươi chẳng hiểu lãng mạn gì cả, ta dám cam đoan chắc chắn ngươi sẽ ế đến già. Giang Tử Yên không có vẻ gì là giận, cô chỉ ngồi xuống bên cạnh Tống Thư Hàng, sau đó chùi bàn tay đầy dầu mỡ lên áo quần hắn. Tống Thư Hàng muốn tránh, nhưng Giang cô nương có thực lực vượt xa hắn không biết bao nhiêu con phố, thế nên bao nhiêu dầu mỡ trên đôi tay bé nhỏ cuối cùng đều di rời hết sang cho hắn. Cho dù là người quen thì Tử Yên cô nương chủ tôi như thế, tôi cũng sẽ giận đấy." Tống Thư Hàng nói, tôi đã hạ quyết tâm phải tìm được bạn gái trong 3 năm đại học đấy nhé. Cô nào đồng ý làm bạn gái ngươi chắc cũng phải quái đản lắm. Không nói chuyện này nữa, ta có tin tức tốt đây, có muốn nghe không?" Giang Tử Yên lau sạch ngón tay, rũ mắt xuống, lên tiếng hỏi. "Đương nhiên." Tống Thư Hàng gật đầu. "Muốn biết thì chúng ta giao dịch đi." Giang Tử Yên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống tống thư hàng tống thư hàng hỏi sao dịch thế nào trừ linh quỷ ra thì hắn không nghĩ trên người mình còn cái gì lọt được vào mắt xanh của giang tử yên nhưng cô ta có cần linh quỷ đâu ta vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới khu giang nam này chỉ để được ở bên dược sư một ít thời gian cho nên mấy ngày tới trừ lúc giúp dược sư cải tiến phương thuốc lúc rảnh rỗi người đừng có đến làm phiền ta với dược sư đấy không thành vấn đề chứ hả giang tử yên vẫn tươi cười như cũ thế mà tống thư hàng nổi hết cả da gà không thành vấn đề chắc luôn hắn vội vàng đáp bởi vì hắn có linh tính là nếu không đồng ý thì ngày mai hắn sẽ vào bệnh viện làm bạn với thầy nhân thủy ngay thầy nhân thủy đáng thương bây giờ vẫn còn chưa được ra viện kia kìa ngoan lắm nhóc giang tử yên xoa đầu tống thư hàng vậy ta sẽ nói tin tức cho ngươi đồng bọn của tên sát thủ hoặc kẻ đứng sau màn trốn trong khách sạn trong lúc vô tình không hề hay biết, đã tiếp xúc với tên sát thủ chúng độc khi lẻn vào phòng ngươi. Bất hạnh một điều là, vì kịch độc của dược sư rất bá đạo, độc kia tan vào máu, khiến cho kẻ chúng độc trở thành nguồn độc cho nên đồng bọn hoặc chủ nhân sau màn tiếp xúc với hắn cũng chúng độc. Giờ phải xem lượng độc hắn chúng là nhiều hay ít. Nếu hắn chúng độc nặng thì chỉ vài ngày nữa là ngươi thấy ảnh chụp thi thể hắn tràn lan mặt báo. Nếu chúng độc nhẹ chút thì ít nhất cũng phải bế quan tu luyện chừng nửa năm, Chuyên tâm bài trừ độc tố mới xong. À, còn một khả năng cuối cùng, nếu đối phương có cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm thì lại là vấn đề khác. Đương nhiên, khả năng này gần như là số 0, vì nếu người ta có tu vi linh hoàng ngũ phẩm thì ngươi đã sớm chết queo well rồi, hì hì. Nếu đối phương có cảnh giới từ linh hoàng ngũ phẩm trở lên thì đừng nói là tống thư hàng, mà ngay cả vũ nhu tử trước kia đi bắt linh quỷ với hắn cũng đừng hòng sống mà rời khỏi thành phố gì. Giang tử yên tính toán theo khí thức của đối phương còn sót lại trong khách sạn, thì kẻ này ước chừng có cảnh giới chân sư nhị phẩm. Tống thư hàng đối đầu trực diện với đối thủ ở đẳng cấp này thì vẫn không có phần thắng như trước. Thế nhưng bây giờ đối phương đang trúng độc, nếu chịu khó động não và thêm chút may mắn thì hắn vẫn có cơ hội giải quyết kẻ này. Giang tử yên nói, thế nào, tin tốt đúng không? Tin tốt đến mức làm người ta sung sướng ấy chứ? Tống thư hàng nói, đối phương trúng kịch độc, chắc chắn thực lực giảm mạnh. Hơn nữa bởi vậy mà kẻ đó sẽ càng cần thuốc giải. Với những điểm này, xác suất hắn lần theo manh mối tìm ra đối phương càng cao hơn. Giang Tử Yên dò hỏi. Nghe Dược Sư nói người có cách tìm ra đồng bọn của sát thủ à? Đúng vậy, tôi tìm thấy chút manh mối từ chỗ Dược Sư tiền bối, đã nhờ bạn bè hỗ trợ tìm kiếm dựa vào manh mối đó rồi. Nhưng có tìm được người hay không phải trông vào may mắn nữa? Tống Thư Hàng trả lời. Giang Tử Yên hỏi. Vậy, nếu tìm thấy kẻ đó thì ngươi tính sao? Xem thực lực đối phương ra sao đã, nếu có cơ hội thì nhân lúc hắn chúng độc xử hắn luôn, diệt trừ hậu họa. Nếu hắn là cường địch mà tôi không thể đấu lại thì chỉ có thể nhờ các tiền bối trong nhóm ra tay giúp đỡ thôi. Tống Thư Hàng siết chặt nắm tay, đáp. Xử hắn, ha ha, Giang Tử Yên làm động tác cắt hiết hầu, này, ngươi chưa từng giết người, khi đối mặt với kẻ địch, liệu có giác ngộ về việc giết hắn không? Tôi sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tống thư hàng hạ giọng nói bất luận là vì chính mình hay vì an toàn của bạn bè và người thân, tôi đều sẽ giác ngộ thật tốt. Giác ngộ, hắn buộc phải có, không có cũng phải có. Đối phương là một kẻ chẳng từ thủ đoạn, nếu chút giác ngộ kia mà hắn còn không có, thì cứ tắm rửa sạch sẽ chờ người ta tới lấy đầu mình đi cho xong. Thế là tốt nhất, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng ôm lòng nhân từ với kẻ thù. Còn nữa, phải nhớ xác nhận xem kẻ thù đã chết thật chưa. Công pháp bảo vệ tính mạng của tu sĩ nhiều không kể xiết, lúc tất yếu thì hủy thi diệt tích là cách tốt nhất. Tu sĩ tầm nhị phẩm ít nhất cũng phải đập nát đầu mới được. Giang tử yên lười biếng rũi lưng vậy, chúc người thuận lợi. chương 73, phiền toái rốt cuộc vẫn đến. Màn đêm buông xuống, trong ký túc xá. Tống thư hàng lên giường đi ngủ từ sớm. Thổ ba, Lý Dương Đức và Cao Mỗ Mỗ thì đang cầy một game trận địa đối chiến cổ lỗ sĩ. Ba tên này lúc cầy game không tích đức chút nào, lúc ba người một đội còn dùng máy tính của Tống Thư Hàng đăng ký ớt, treo thành một trận doanh của địch, sau đó sung sướng đi mở hắc điếm bắt nạt người qua đường. Tống Thư Hàng khinh bỉ lắc đầu, mở điện thoại di động vào nhóm cửu châu số 1 xem có gì mới không. Hiếm thấy là hôm nay trong nhóm yên tĩnh khác thường, đến Bắc Hà Tán Nhân cũng chẳng nói gì cả dù sao các tu sĩ đều bận rộn nhiều việc, chỉ trừ bác hà tán nhân. Đúng rồi thư hàng, tao tra được tư liệu về dược liệu mà mày nhờ tao rồi này. Trong số các tiệm thuốc đăng ký trên tổng hệ thống phân phối thuốc đông y toàn quốc ở khu Giang Nam, chỉ có một tiệm bán thứ thuốc mày cần, hơn nữa nhà người ta chỉ bán có một loại trong số chúng. Tao cũng post bài trên các diễn đàn linh tinh cho mày rồi, cụ thể thế nào chắc mai là có thông tin. Đến lúc đó tao sẽ gửi hết địa chỉ các tiệm đó cho mày luôn. Lý Dương Đức vừa nói vừa vô sỉ thu nhỏ cửa sổ game, bật hách. Đã mở hắc điếm còn bật hách, chúng mày có thể bị ổi hơn nữa không? Tống Thư Hàng cười phớ lỡ. Đồng chí Dương Đức, vất vả cho mày rồi. Chí cái đầu mày, Dương Đức bực mình chửi. Một ván mau chóng kết thúc, ba thằng danh đã mở hắc điếm còn bật thêm hách thế mà thua bét nhè. Tiên sư nhà nó, chúng nó cũng mở hắc điếm. Thổ ba kêu lên, game đối chiến này đã lỗi thời lắm rồi, Tống Thư Hàng nhớ từ lúc mình học tiểu học thì nó đã xuất hiện. Những người còn ở lại đều là loại đã thành tinh, ai nấy đều có kỹ thuật thượng thừa, giỏi luôn khéo lách, thằng nào thằng ấy khốn nạn như nhau cả. Cuộc sống khó khăn quá, mau đổi khu, sao đầu năm nay lắm thằng mắc dại mở hắc điếm thế không biết cao mỗ mỗ bất mãn. May mà cũng biết mở hắc điếm là mắc dại cơ à. Thư Hàng nằm sấp trên giường nhìn đám bạn đổi khu tiếp tục bật hách, bèn hỏi à này thổ ba cái dùi cui điện mày cải tạo hồi kỳ trước còn đó không còn đây sau này tao lại cải tiến mấy lần uy lực hơi bị khủng đấy vừa nhắc đến cải tiến một cái là thổ ba hưng phấn hẳn lên trời sinh hắn đã thích loay hoay cải tiến cái này cái nọ từ cái lớn như xe máy đến cái nhỏ như bút laser cái gì hắn cũng từng mó qua rồi tống thư hàng hỏi mấy hôm nữa cho tao mượn dùng nhé có thể tăng uy lực lên cao nữa không càng lớn càng tốt uy lực có cao cũng hữu hạn thôi dù sao cũng là hàng dân dụng mà sao thế mày có thằng nào chạm nọc mày tính dí nó 10 vạn vô nà ừ không chỉ thế chạm phải nọc độc tao muốn ném xác nó xuống biển đông tống thư hàng cười nói mấy ngày nữa chắc tao phải hầu bà chị đi thâm sơn cùng cốc thám hiểm nghe nói đi vào tận rừng rậm nhiệt đới có cái gì mang theo phòng thân thì thấy an toàn hơn ấy mà trừ lúc đối diện với triệu nhã nhã bình thường tống thư hàng nói dối không bao giờ đỏ mặt Nghe hắn nói vậy, hai mắt lâm thổ ba tức khắc sáng ngời lên. Bởi vì hắn biết thừa chị Triệu nhã nhã chẳng có hứng thú gì với mấy vụ vào rừng thám hiểm cả. Bà chị, mà Tống Thư Hàng nói, lẽ nào là chị gái chân rất dài lần trước gặp. Thổ ba lập tức liên tưởng tới Vũ Nhu Tử, cô nàng kia vừa nhìn đã biết là dân đam mê mạo hiểm, lần trước còn đưa Tống Thư Hàng đi ngàn dặm xa xôi tới thành phố gì tìm cái chùa quỷ đăng gì đó cơ mà. Thế là hắn không thèm chơi game nữa mà quay đầu qua hỏi. Là cái chị lần trước đi thành phố gì với mày ấy à? Là bà đó, Tống thư Hàng đáp, khi người ta nói dối một câu thì sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối khác để che đậy cho nó. Thư Hàng, lần này đi thám hiểm rừng rậm cho tao theo với. Với cả từ hôm nay trở đi nếu mày không ngại thì gọi tao là anh rể luôn đi, tao không ngại đâu." Lâm Thổ Ba nghiêm trang nói. Lúc đang nói chuyện nhân vật game của hắn bị người ta đánh hội đồng, lăn quay ra chết. Cao mỗ mỗ gào thảm thiết. Toi, ba tử, mày toi rồi, mày tèo rồi, mày chết thảm quá con ơi. Lý Dương nước đẩy kính mắt, bổ thêm cho hắn một đao thần sầu. Ba tử này, nãy tao ghi âm đó mày. Tuy nghe giọng điệu mày thì bà chị mày nói chắc không phải chị nhã nhã, thế nhưng chỉ cần gửi đoạn ghi âm câu mày nói cho chị ấy thì vẫn đạt được hiệu quả tuyệt sắt như thường. Cho nên, Bao cơm đi, ba tử. Lý Dương Đức và Cao Mỗ Mỗ đồng loạt đẩy kính mắt. Bán đồng đội là sở trường của Lý Dương Đức, bất luận là trong game hay ngoài đời thực. Làm người ai làm thế? Thổ ba bụng mặt chu lên sao tao lại quen biết hai thằng khốn nạn như tụi bây chứ? Đúng lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng gieo vang. Hắn lấy điện thoại ra nhìn, trùng hợp thay, là Triệu Nhã Nhã gọi tới. Điện thoại của Triệu Nhã Nhã, Tống Thư Hàng cười hô hố, thổ ba, bây giờ tao gọi mày một tiếng anh rể mày có dám đáp không thổ ba cảm thấy hàng họ đau nhưng nhức nước mắt rưng rưng tao lại mày tha cho tao tống thư hàng cười cười nghe máy chị à gọi em muộn thế có việc gì không không có việc gì thì không thể gọi cho em chắc giọng nói của triệu nhã nhã còn pha tiếng thở nặng nề đi ra ngoài giúp chị giờ chị đang ở phố lục mã cũ bên ngoài đại học giang nam bên cạnh là cửa sau của ảnh cưới xa xa có biết chỗ đó không Tống Thư Hàng nhíu mày, nhưng khôi phục rất nhanh. Em biết, có cần mang cái gì theo không? Không cần, có một người giúp chị thôi. Đến nhanh là được, triệu nhã nhã đáp. Em ra ngay đây, Tống Thư Hàng cúp máy, nhanh chóng khoác chiếc áo dài tay màu đen lên người. Sau đó hắn sở dưới gầm giường một lát rồi đứng dậy nói. Tao ra ngoài một chuyến, chúng mày muốn mua gì không? Thổ ba kêu lên, mang ít đồ ăn khuya về nhé. Một chai coca lạnh, Ok, Tống Thư Hàng vẫy tay, cầm ví tiền, thân mình nhanh chóng biến mất trong bóng đêm dày đặc. Vừa ra khỏi ký túc xá, sắc mặt của Tống Thư Hàng đã sầm xuống. Cuộc điện thoại ban nãy gọi bằng dãy số của Triệu Nhã Nhã, giọng nói nghe qua cũng rất giống Triệu Nhã Nhã, thế nhưng đó không phải là giọng nói của cô. Giọng nói của Triệu Nhã Nhã rất quen thuộc với Tống Thư Hàng, hắn nắm rõ những từ cô hay dùng, tốc độ nói, thậm chí là một vài thói quen nói chuyện mà chính cô cũng không để ý tới. Giọng nói trong điện thoại ban nãy thua hơn Triệu Nhã Nhã một chút, giọng điệu khi chuyển câu nói cũng không giống nhau, nếu cẩn thận nghe ra còn thấy nó khàn khàn và khô khốc. Không phải Triệu Nhã Nhã mà lại dùng điện thoại của cô để gọi hắn ra ngoài. Đối phương nói chính hắn không có ác ý thì ai sẽ tin đây? Là đồng bọn của tên sát thủ kia sao? Sau khi ra tay với mình thất bại, hắn lập tức xuống tay với người xung quanh mình ư? Tên khốn nạn đáng chết, cuối cùng mày đã đến đây. Thư Hàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phố Cũ Lục Mã. Hắn không vào thẳng tiệm ảnh cưới xa xa mà chạy đến cao ốc quốc tín cách đó 200 m trèo lên cửa sổ một ngôi nhà ở tầng thứ 7. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được vị trí tiệm ảnh cưới xa xa, đồng thời Tống Thư Hàng vận chuyển tinh thần lực, sử dụng tinh thần pháp môn, cảnh giác, tăng mạnh cảm quan và che giấu hơi thở của mình. Sau khi tu luyện quyền pháp cơ bản thối thể, tầm nhìn của hắn có thể sánh bằng kính viễn vọng, cho dù bị đêm tối ảnh hưởng, nhưng những vật trong cự ly 200 m vẫn rõ rành rành trước mắt hắn chẳng khác gì xem phim HD. Phố Lục Mã cũng từng là một con phố náo nhiệt dành cho người đi bộ, nhưng nay có phố Lục Mã mới xây nên, cái phồn vinh của phố cũ mất đi, không còn rộn ràng như xưa nữa. Khi màn đêm buông xuống, trên ngã tư đường chỉ còn vài hàng quán thưa thớt mở cửa đãi khác, người đi đường càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tiệm ảnh cưới xa xa tọa lạc ở phía đông nam phố Lục Mã cũ, xung quanh đó trừ đèn đường ra cũng chỉ có đèn trong tiệm ảnh vẫn còn sáng, tuyệt chẳng có một bóng người. Tống Thư Hàng nhanh chóng phát hiện ra triệu nhã nhã, cô đang ở giữa tiệm ảnh cưới và rừng cây xanh hóa. Dưới tán lá cây xanh dày tươi tốt, cô ngồi trên ghế đá ven khu vực xanh hóa của khu phố, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Mà bên cạnh triệu nhã nhã, có một người đàn ông cao gầy đang đứng. Gã đàn ông cao khoảng 1m83, rất gầy, cánh tay dài hơn hẳn người bình thường gã đeo kính đen, môi rất dày, hệt như hai chiếc xúc xích. chương 74, giác ngộ của ta, là để mi xem. Tống Thư Hàng siết chặt nắm tay, những nét đặc trưng bề ngoài của gã này hoàn toàn ăn khớp với miêu tả của Lâm Đào Sở. Chính gã đã bỏ tiền nhờ hắn siêu tập tư liệu của Tống Thư Hàng. Quả nhiên là đám khốn kiếp này, chiều nay hắn đã nói với Giang Tử Yên là mình sẽ giác ngộ thật tốt. Bây giờ để xem giác ngộ của mình đã tới mức nào. Đúng lúc này, gã đàn ông tay dài đột nhiên quay đầu nhìn về vị trí tống thư hàng đang ở. Sau đó gã cúi đầu mở di động của triệu nhã nhã, bấm số gọi đi. Điện thoại trong túi tống thư hàng vang lên, là số máy của triệu nhã nhã, hắn bị đối phương phát hiện rồi. Đây cũng là việc nằm trong dự đoán. Trung quy hắn mới tu luyện công pháp cơ bản được có hai ngày, hôm nay mới bắt đầu tu luyện tinh thần bí pháp. Đối phương nhận ra hắn cũng chẳng bất ngờ gì. Tống thư hàng nghe máy gã đàn ông tay dài nở nụ cười quỷ quyệt, trong miệng phát ra giọng nói của triệu nhã nhã. Tìm thấy người rồi, bạn Tống Thư Hàng. Nói xong, gã cúp điện thoại. Ngay sau đó, gã nâng triệu nhã nhã đang hôn mê lên, xảy bước đi nhanh vào ngõ cụt phía sau tiệm ảnh cưới. Tống Thư Hàng tắt máy, nhắm mắt lại, bình ổn tâm tình của chính mình. Một lát sau, hắn rời cao ốc quốc tín, huồng chân đuổi theo tung tích của gã đàn ông tay dài. Trong một ngõ cụt nọ, Triệu nhã nhã mềm hoạt ngồi dựa vào tường, nhìn có vẻ không bị thương. Tống Thư Hàng đứng ở vị trí cách gã đàn ông tay dài hơn 5 mét. Gã đàn ông tay dài ngẩng đầu lên nhìn Tống Thư Hàng, đắc ý nở nụ cười rồi nói bằng giọng nói của Triệu nhã nhã. Ngươi đến rồi à, bạn Tống Thư Hàng, ai nha, sao sắc mặt của ngươi lại khó coi thế kia? Nhưng trên thực tế là, vẻ mặt của Tống Thư Hàng không hề thay đổi. Thú vị lắm, ban nãy ở trên cao ốc, Ngươi không hề thấy kinh ngạc với sự tồn tại của ta mà chỉ phẫn nộ. Ngươi sớm đã biết ta rồi sao? Bất ngờ thật đấy, ta vốn đang định cho ngươi một kinh nghỉ mà, gã đàn ông tay dài vẫn dùng giọng nói của triệu nhã nhã. Tống thư hàng mặt lạnh như tiền. Để tâm đến giọng nói của ta đến thế cơ à? Đừng tức giận thế, thay đổi giọng nói chỉ là một bí quyết biến thanh nho nhỏ mà thôi, gã đàn ông tay dài đắc y nói. Nói đoạn, hắn khôi phục tiếng nói đàn ông trầm thấp khàn khàn không chỉ giọng nói mà cả hình thể của gã ta đều có thể biến hóa theo như gã muốn có điều ngươi đến đây làm cho ta rất vui đấy bởi vì chuyện này chứng minh ngươi rất để ý đến cô gái bên cạnh ta đây thân phận của cô ta là chị họ ngươi đúng không gã đàn ông tay dài nói với giọng điệu quái đản thế mà lại đi để tâm đến một người phàm khôi hài thật nào tống thư hàng tiền bối trả lời ta người đang trải nghiệm hồng trần hay ngươi chỉ là một phàm nhân tầm thường Tống thư hàng mặt không đổi sắc. Ta đã tra xét tất cả những tin tức tình báo có liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ là một thằng nhãi phàm nhân, tư liệu từ nhỏ đến lớn đều chứng minh ngươi chỉ là một phàm nhân. Gã đàn ông tay dài đột nhiên cuồng loạn gầm lên, ta không thể nào hiểu được, vì sao đàn chủ lại e sợ một phàm nhân như ngươi? Hắn thậm chí còn cho rằng ngươi là tiền bối tu sĩ đi trải nghiệm hồng trần, cho rằng tư liệu về ngươi đều là giả dối hắn cứ nghĩ thân bằng hảo hữu trên danh nghĩa của ngươi đối với ngươi chỉ là người xa lạ, không thể dùng để uy hiếp ngươi. Hắn thậm chí còn rút lui khỏi khu vực Đại học Giang Nam này. Tống Thư Hàng vẫn không đổi sắc mặt, thế mà lại nghe được thông tin có ích. Hắn hoàn toàn phủ nhận tin tức tình báo ta mang về, thối thể dịch vốn định thưởng cho ta cũng không có. Tất cả chỉ vì ngươi, Tống Thư Hàng, rõ ràng ngươi chỉ là phàm nhân, vì sao đàn chủ lại đa nghi như thế? gã đàn ông tay dài điên cuồng nói bây giờ mau nói cho ta biết đi tống thư hàng ngươi chính là một phạm nhân bình thường sau đó để ta giết chết ngươi trong cái ngõ cụt không người chú ý này đi ta phải về nói với đàn chủ ngươi chỉ là một phạm nhân ta phải lấy được thối thể dịch vốn thuộc về mình đừng hòng đào tẩu khỏi tay ta ta là tu sĩ đã khai thông hai khiếu mắt mũi ngươi không có cơ hội chạy trốn đâu trong ngõ cụt này cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi ta sẽ giết chết ngươi, sau đó dùng hóa thi dịch hòa tan thi thể ngươi, ngươi không có mảy may cơ hội. Gã đàn ông tay dài tháo kính mắt, để lộ hai tròng mắt chẳng chỉ tơ máu. Gã phát điên rồi, rõ ràng gã đã trình lên toàn bộ thông tin tư liệu của Tống Thư Hàng, mắt thấy thối thể dịch quý báu sắp tới tay, có thể khiến cho tu vi của mình tiến thêm một bước, mở ra khiếu thứ ba nhĩ khiếu. Ấy thế mà đúng lúc ấy đàn chủ lại trách cứ gã, nói tin tức của gã đều là sai lầm, không chỉ không được thưởng thối thể dịch, mà ngay cả phần thối thể dịch định mức hàng năm của gã cũng bị cắt. Quan trọng hơn là gã đã mất đi sự tín nhiệm của đàn chủ, tiền đồ chỉ còn một mảnh mịt mờ. Đủ thứ chuyện khiến cho gã đả kích quá nặng, vượt qua khả năng tâm lý gã có thể thừa nhận. Cho nên gã mới một mình đi tìm Tống thư hàng, bắt cóc Triệu Nhã Nhã. Gã muốn giết Tống thư hàng để chứng minh bản thân với đàn chủ. Thì ra là vậy, tao đã biết hết tiền căn hậu quả rồi. Tống Thư Hàng đang im lặng bỗng trầm giọng nói, "Khó trách tên đàn chủ trốn sau màn kia không trực tiếp ra tay cướp linh quỷ của hắn, ngược lại còn tốn nhiều công sức âm thầm điều tra tư liệu và phái cấp dưới thăm dò hắn một cách cẩn thận như thế." Thì ra đối phương cũng giống như Vũ Nhu Tử hồi đầu, đều tưởng hắn là một tiền bối cao nhân thực lực phi phàm. Tống Thư Hàng suy đoán, khi mình và Vũ Nhu Tử đi tới khu phố La Tín ở thành phố Di cũng đã bị người của đàn chủ theo dõi bị tiếng gọi tiền bối của Vũ Nhu Tử tung hỏa mù, cộng thêm thực lực mạnh mẽ mà Vũ Nhu Tử bộc lộ ra, mới khiến cho đối phương hiểu lầm hắn là một tiền bối thực lực siêu quần đang ở nhân gian, trải nghiệm hồng trần. Lại trùng hợp trải qua vụ việc kịch độc của dược sư, càng khiến chúng khẳng định hắn là cao thủ thực sự. Càng quan trọng hơn là, đàn chủ rút lui khỏi khu Giang Nam, cũng có nghĩa là trước đó hắn đã ở loanh quanh khu Đại học Giang Nam, nói như vậy, người thứ hai chúng đầu có lẽ chính là đàn chủ. Đối phương có điều e ngại, chính là tin tức tốt đối với Tống thư hàng. Vậy thì bây giờ, Tống thư hàng nhìn thẳng vào gã đàn ông tay dài, hắn muốn dùng đối phương để xác minh giác ngộ của chính mình giác ngộ về thế giới tu sĩ đầy tàn khốc. Đây là một ngõ cụt không người để ý mà gã đàn ông tay dài đã chọn lựa cẩn thận, mặt khác trong tay gã có hóa thi dịch, có thể dùng để hủy thi diệt tích. Chỉ cần che giấu tốt thì trong thời gian ngắn sẽ không một ai phát hiện ra nơi đây đã từng xảy ra một vụ giết người. Đối phương là tu sĩ đã mở hai khiếu mắt, mũi, có lẽ ác số hoàn mà dược sư tặng mình sẽ có đất dụng võ. Trước khi sử dụng ác số hoàn, hắn phải khiến đối phương để lộ sơ hở, chí ít là phải bắt gã rời xa triệu nhã nhã. Trả lời ta đi, tống thư hàng, gã đàn ông tay dài điên loạn dùng một thanh đao không cắn chỉ thẳng vào tống thư hàng. Tống thư hàng trầm giọng nói: Thối thể dịch, cái gì cơ? Thứ mà ngươi muốn là cái này sao? Tống Thư Hàng dùng tay trái lấy một bình nhỏ trong túi ra, tay phải mở nắp bình. Chỉ trong phút chốc, mùi hôi tanh đặc biệt của thối thể dịch đã lan tỏa nồng nặc. Thối thể dịch, gã đàn ông tay dài khẽ gầm lên. Muốn có không, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ném qua đây cho ta, gã đàn ông tay dài kêu lên. Người qua đây mà lấy, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, người không có gì phải e ngại. Thối thể dịch này cho người cũng được, chỉ cần ngươi bỏ qua cho chị của ta thì ta có thể cho ngươi nhiều hơn nữa. Gã đàn ông tay dài trợn to hai mắt. Nhiều hơn. Đúng vậy, nhiều hơn. Đủ cho ngươi sử dụng thật lâu thật lâu. Trong giọng nói của Tống Thư Hàng mang theo sự dụ hoặc ma quỷ. Hai mắt của gã đàn ông tay dài bắt đầu mờ mịt. Gã nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng một lúc lâu rồi rẻ rặt tiến lên. Tống Thư Hàng dùng hai tay nâng bình thối thể dịch đưa về phía hắn, phối hợp vô cùng, cực kỳ vô hại từng bước đến gần bình thối thể dịch, đôi mắt của gã đàn ông tay dài sáng ngời lên. Đột nhiên gã đạp mạnh chân xuống đất lấy đà, thân thể vọt lên như mũi tên rời cung lao thẳng vào tống thư hàng, tay phải vươn ta muốn cướp chai thối thể dịch. Mặc kệ tống thư hàng có quỷ kế gì hay không, chỉ cần gã dựa vào tốc độ siêu nhanh đoạt lấy chai thối thể dịch kia thì chẳng sợ tống thư hàng dở cho mèo gì cả. Nếu thối thể dịch này là thật, mà đối phương lại có thể cung cấp đầy đủ thối thể dịch cho gã, thì có lẽ gã sẽ thật sự nghĩ đến việc thả cho họ một con đường sống, tất nhiên chỉ là tạm thời. chương 75, thẻ khắc vuốt thú. Phập, đột nhiên gã đàn ông tay dài cảm thấy ngực mình đau buốt, như thể vừa bị vật nhọn đâm vào. Gã đã sớm hoàn thành nền tảng cơ bản, thân thể cường hãn, da dày cứng như da trâu. Thế mà lúc này thân thể gã bị đâm xuyên một cách dễ dàng chẳng khác nào đậu hũ, một kiếm găm thẳng vào tim. Gã nhìn tròng trọc vào tống thư hàng trước mặt, Thế nhưng trong đôi tay ban nãy còn cầm bình thối thể dịch bây giờ đã trống không. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Máu tươi tuôn ra từ ngực gã bị hấp thu bởi một thanh kiếm vô hình, nhuộm nửa thanh kiếm thành màu đỏ rực. Đây là cái gì? Gã đàn ông tay dài phẫn nộ giơ tay, trong ánh mắt ngập đầy ác độc, cho dù chết gã cũng phải kéo theo Tống thư hàng cùng xuống suối vàng. Thế nhưng cánh tay mới nâng lên được một nửa đã yếu ớt thõng xuống, gã cảm thấy cả người suy yếu như thể khí huyết và sức lực đều đã bị thanh kiếm vô hình kia rút đi vậy. Đồng thời trong đầu gã vang lên vô vàn tiếng kinh văn mà ngàn vạn lão hòa thượng chọc đầu tụng nghiệp. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Phiền quá! Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, rút mạnh thanh kiếm đen kịt, đáp lời. Phi kiếm! Phi kiếm của thông huyền đại sư, may mà hắn chưa gửi trả về. Chỉ có Tống thư hàng và dược sư được thông huyền đại sư cho phép là có thể nhìn thấy thanh phi kiếm này. Trong mắt những người khác thì nó vô hình, không ai cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đương nhiên nếu kẻ địch có thực lực hơn ca thông huyền đại sư thì đó lại là vấn đề khác. Từ lúc gặp mặt nhau đến giờ Tống thư hàng luôn cầm thanh phi kiếm này. Vốn định chờ gã đàn ông tay dài đến gần hơn một chút thì kiếm cơ hội đâm cho gã một kiếm. Ai dè ngay cả Tống Thư Hằng cũng không ngờ là đối phương lại lao vào tới trước mặt mình với tư thế dũng cảm như vậy. Việc duy nhất hắn cần làm chỉ là hơi điều chỉnh mũi kiếm cho nó nhắm ngay vào trái tim của kẻ kia mà thôi. Sau đó, phập một tiếng, trái tim của đối phương đã bị đâm thùng. Đơn giản vô cùng, dễ như trở bàn tay. Ngay cả ác xú hoàn cũng tiết kiệm được. Phi kiếm, gã đàn ông tay dài há miệng thở dốc, gian nan nặn ra hai chữ. Đoạt xá. Rõ ràng Tống thư Hàng có một cuộc đời phàm nhân hoàn chỉnh, tu vi cũng chỉ ở trình độ của phàm nhân, thế mà lại có thối thể dịch và phi kiếm, có cả thân phận tiền bối mà đàn chủ cũng phải e dè. Chắc hẳn hắn là tu sĩ đại năng khủng bố trong truyền thuyết, khi hết thọ nguyên thì thi triển đoạt xá chi pháp để sống tiếp đúng không? Thế nhưng phép đoạt xá chẳng phải chỉ có trong truyền thuyết thôi à? Tống thư Hàng không chú ý gã đàn ông tay dài nói gì, hắn giơ mũi kiếm đen kịt lên, mùi máu tanh nhàn nhạt luồn vào khoang mũi cho dù đã giác ngộ thì mùi máu tươi vẫn khiến cho hắn hơi gần gợn. Dù sao hắn cũng không phải là một ma đầu giết người như ngóe. Mấy hôm trước hắn vẫn chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi. Hít sâu một hơi, chân ngã minh tưởng kinh, hiện lên trong đầu, chấn áp thân mình, bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Có gì ngôn không? Tống Thư Hàng hỏi. Ta, gã đàn ông tay dài há miệng thở dốc. Nói đoạn, Tống Thư Hàng giơ kiếm lên, một kiếm chặt đầu gã đàn ông tay dài chết không nhắm mắt đầu thân hai nơi sát tàn đổ gục ở vết thương không chảy ra một giọt máu nào phi kiếm này của thông huyền đại sư không phải một thứ vũ khí bình thường giết người không thấy máu chỉ là thuộc tính vốn có của nó thôi âm ừ, nãy ta thuận miệng hỏi thôi thực ra ta không định nghe di ngôn của ngươi đâu tay cầm kiếm của tống thư hàng run lên nhẹ nhẹ hắn có chút trùn tay nhưng khôi phục lại rất nhanh đây là lần đầu tiên hắn sát sinh Trước giờ khắc này hắn chưa từng giết ngay đến một con gà. Đây chính là giác ngộ của ta. Nhất định phải giác ngộ. Gã đàn ông tay dài là người đầu tiên chết trong tay hắn, thế nhưng không phải là người cuối cùng. Nếu có thể, thật ra hắn muốn bắt sống gã đàn ông tay dài để moi ra nơi ẩn nấp của đàn chủ từ trong miệng gã. Tiếc là thực lực bản thân hắn không đủ, đối phương là tu sĩ đã mở nhị khiếu mắt, miệng, hắn không tự tin mình có thể chế ngự được đối thủ như thế lúc này giết chết gã đàn ông tay dài là lựa chọn chính xác nhất chân ngã minh tưởng kinh vẫn tuần hoàn trong đầu tống thư hàng giúp cho hắn đối mặt với một cái xác không đầu mà vẫn có thể duy trì chấn tĩnh một tay cầm phi kiếm màu đen tống thư hàng cẩn thận bước lên dò tìm trong người gã trên người đối phương chẳng có gì nhiều một lọ dược thủy gây mũi chắc là hóa thi dịch ba lưỡi đao sắc không cán còn có một tấm thẻ khác ba vết móng vuốt hẳn là đại diện cho thân phận hoặc tổ chức của gã. Cuối cùng là một ngàn tệ tiền giấy và điện thoại di động của triệu nhã nhã. Là một tu sĩ đã mở hai khiếu mắt, mũi, cha này đúng là nghèo mặt dẹp. Tống thư hàng mở bình dược thủy, đổ một ít lên thi thể của gã đàn ông. Mùi hôi gay mũi bốc lên, toàn bộ cái xác và một phần quần áo của gã đàn ông tay dài nó bốc hơi như bị trưng lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời. Là bảo bối. Tống Thư Hàng cất hóa thi dịch đi. Hiệu quả ăn mòn quá ngầu, tu sĩ nhất phẩm cũng bị hòa tan một cách chóng vánh. Tuy là thi thể nên không thể điều động khí huyết trong cơ thể để chống cự, nhưng nếu dùng hợp lý thì đây có thể là một món vũ khí giết người lợi hại nhỉ. Cuối cùng Tống Thư Hàng đổ hóa thi dịch lên phần quần áo còn sót lại của kẻ địch, xoa sổ dấu vết tồn tại cuối cùng của gã. Sau khi xác định không còn dấu vết gì nữa, Tống Thư Hàng mới cõng triệu nhã nhã đi về chỗ của dược sư. Triệu nhã nhã vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn có chút lo lắng không biết kẻ kia có sử dụng thuốc độc gì không, vẫn nên mang qua cho dược sư kiểm tra một lượt mới yên tâm được. Khoảng 3-4 phút sau, triệu nhã nhã cảm thấy gáy đau như bị sái cổ. Hơn nữa không hiểu sao cái giường cô đang nằm cứ rung rung lắc lắc, cô bất mãn rên lên một tiếng tỏ vẻ phản kháng. Ấy thế mà giường lại càng rung tận hơn. Khốn nạn, có để bà ngủ ngon một giấc không hả? triệu nhã nhã phẫn nộ mở bừng mắt sau đó cô ngạc nhiên phát hiện ra mình không nằm trên giường mà đang bị người ta cõng trên lưng chạy như bay ôi trời má ơi tình huống gì thế này cô hoảng sợ cơn buồn ngủ bị cuốn bay đến chín tầng mây chẳng lẽ có người bắt cóc cô ra đây à may mà chỉ thoáng chốc cô đã phát hiện ra người đang cõng mình là người quen tống thư hàng rất thân với cô cô chỉ tỉnh táo một chút là nhận ra hắn ngay thư hàng đây là đâu cô vỗ nhẹ vai tống thư hàng dịu dàng hỏi ùa chị chị tỉnh rồi hả tống thư hàng dừng bước thả cô xuống đất chị có sao không có thấy người không ổn chỗ nào không triệu nhã nhã nhíu mày người thì không sao chỉ có cái cổ là hơi đau thôi mà sao chị lại ở đây chị còn hỏi em sao chị lại ở đây chẳng phải chị gọi điện bảo em đến đây hả à? sau đó em chạy tới thì thấy chị đang ngủ gục ở ghế dài ven đường em đang định võng chị đi tìm chỗ ngủ một đêm đây. Hắn không nói dối, đúng là triệu nhã nhã, gọi điện cho hắn tới, cũng là triệu nhã nhã, ngủ gục, ven đường thật, và hắn đang cõng cô đi tìm chỗ ngủ đây này. Triệu nhã nhã dòm trừng tống thư hàng hồi lâu, phát hiện ra hắn hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói dối. Cô ngẫm lại cẩn thận, trong ký ức lại có một khoảng mơ hồ. Cô nhớ láng máng tối hôm nay đang đi uống mấy chén cùng ba người bạn, sau đó chắc là mình phải về nhà chứ nhỉ chẳng lẽ mình uống say, nhưng hôm nay mới uống với bạn có bốn chén, làm sao mà say được. Triệu nhã nhã xoa xoa huyệt thái dương, mặt mày ủ rột. Chị này, có cần em đưa chị đến bệnh viện xem thế nào không? Tống Thư Hàng lo lắng hỏi. Không cần, trừ cái cổ hình như bị chật thì chỗ khác không sao. Em về với chị đi, chắc nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi. Triệu nhã nhã xoa xoa gáy, thấy đau nhức như mình bị người ta dùng tay chặt cho một phát, Ngoài ra thì thân thể không có chỗ nào khó chịu. Nói gì thì nói cô cũng học y, tình trạng cơ thể mình thế nào cô phỏng đoán ra ngay. Vậy em đi về với chị." Tống Thư Hàng cười nói. Triệu Nhã nhã chỉ thấy nụ cười của Tống Thư Hàng ấm áp như ánh nắng, làm cho người ta tin cậy vô cùng. "Thư Hàng, mới không gặp có một hôm mà sao chị thấy thằng nhóc em trưởng thành lên nhiều thế nhỉ?" Audio điện tử Võ Tấn Bền Hết chương 75